Mời các bạn theo dõi chương 381 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, là đình đình hèn mọn mà nhìn Hà Loan Loan. Tôi thật sự biết sai rồi. Hà Loan Loan không chút do dự mở miệng. Con không muốn, tôi và các cô chưa từng quen biết mà các cô đã có thể ác độc phỏng đoán về tôi. hãm hại tôi ở sau lưng như vậy. Điều này đủ để chứng minh lòng dạ của các cô ác độc cỡ nào. Lần này nhẹ nhàng vạch trần tội lỗi thì sau này thật sự không dám làm chuyện như vậy nữa ư nếu các người thật sự biết mình sai thì sau đó sẽ hối cải làm lại bù đắp sai lầm của mình nhưng một câu xin lỗi không xứng đổi lấy tha thứ người xấu không nhất định sẽ được tha thứ thấy hà loan loan không tha thứ đám người giáo sư la ích dân cũng có chút xấu hổ vốn dĩ cho rằng tới cửa xin lỗi thì sẽ được tha thứ nhưng đã tới nước này rồi ông ta chỉ có thể nói giáo sư lý ông xem nhưng lý quốc trấn chỉ lạnh nhạt nói giáo sư la hôm nay trong nhà có việc có lẽ không tiện chiêu đãi, các ông hãy về trước đi. Lời này vừa thốt ra, những người tới xin lỗi đó chỉ có thể bỏ đi, đồ vật mang đến cũng bị Cố Dục Hàn trả lại hết. Sắc mặt ai nấy đều sám xịt, chỉ cảm thấy trong lòng đều không dễ chịu. Ở nhà họ Lý, Lý Đan Thanh quỳ trên mặt đất, khóc đến mức đôi mắt đỏ bừng. Chú ba thở ngắn than dài, "Đan Thanh, con thật hồ đồ." Lý Đan Thanh chỉ khóc mãi, "Bác hai, con còn nhỏ, có một số việc không nghĩ nhiều như vậy." chẳng lẽ loan loan chưa từng nói xấu sau lưng người khác sao? con bảo đảm về sau sẽ không nói nữa không được sao ạ à? cô ta càng khóc càng uất ức lý quốc trấn không biết cầm thứ gì đi đến trước mặt ta chia tay ra lý đan thanh khó hiểu có chút chột dạ mà chia tay ra sau khi cô ta tới kinh thị cuộc sống sung sướng da thịt cũng mềm mịn hơn rất nhiều lòng bàn tay được thoa kem thật dày mỗi ngày trông rất xinh đẹp nhưng lúc này lý quốc trấn cầm thước đánh lên kêu bôm bốp á à, Đau quá, Lý Đan Thanh đau đến mức lập tức kêu thảm thiết, cái thước kia đánh lên trên tay, là cơn đau xuyên tim, lòng bàn tay lập tức tê dại, đau đến mức cả người cô ta run lên, nước mắt rơi xuống lá trá, nhưng Lý Quốc chấn ra lệnh cho cô ta, chia tay ra, ngoan ngoãn chịu phạt, Lý Đan Thanh không có cách nào khác, chỉ có thể để Lý Quốc chấn đánh 10 cái, chỉ là 10 cái, thoạt nhìn không nhiều lắm nhưng lúc đánh xong, tay cô ta đã sưng đỏ chảy ra, sắc mặt Lý Quốc chấn lạnh lùng. Lý Đan Thanh, bác chịu đánh cháu vì còn coi cháu là con gái nhà họ lý chúng ta cha cháu là em trai bác số cha cháu không tốt hiện giờ không thể sống độc lập được bác sẽ chịu trách với cha cháu cả đời nhưng cháu đã trưởng thành rồi sau này bác hy vọng cháu làm người chăm chỉ thành thật thiện lương lần này chỉ là trừng phạt nếu như còn có lần sau thì nhà họ lý có thể không nhận đứa nhỏ như cháu nữa lý đan thanh đau đến mức sắp ngất đi rồi quỳ dạp trên mặt đất nước mắt cũng không rơi nổi Cuối cùng cô ta được bảo mẫu đỡ trở về phòng, nhưng tin tức thảm hại hơn còn ở phía sau, Lý Quốc Trấn yêu cầu cô ta lập tức liên hệ với đại học mà cô ta đã thi đậu, dọn đến ở trong ký túc xá của trường học, về sau có thể định kỳ trở về thăm cha ruột của cô ta, nhưng sẽ không để cô ta ở trong căn nhà kiểu Tây đó nữa. Lý Đan Thanh tuyệt vọng nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn không rơi nước mắt. Hà Loan Loan vừa mới về kinh thị, cuộc sống tốt đẹp của cô ta cứ như vậy mà kết thúc bởi vì khi Lý Quốc Trấn trở nên nghiêm túc thì rất đáng sợ. Lý Đan Thanh không dám phản kháng nữa, mau chóng mang theo đôi tay sưng đỏ rời khỏi căn nhà kiểu Tây. Trước khi đi thậm chí còn không chào hỏi cha cô ta. Bởi vậy, căn nhà kiểu Tây đã an tĩnh hơn rất nhiều. Hôn lễ của Hà Loan Loan cũng có thể tiếp tục chuẩn bị một cách thuận lợi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 382 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài. Bên ngoài những tin đồn về việc Hà Loan Loan làm giả thành tích thì đại học cũng cứ vậy lặng lẽ biến. Mất, ai còn dám lại bắt nạt con gái của Lý Quốc Trấn nữa chứ? Mộ Giang cũng tới cửa vài lần, đưa chút cá hoang dã cùng với một hộp nước ngọt chân trâu mà anh ta nhờ bạn bè mua hộ cho Hà Loan. Loan, Loan Loan, đây là quà tân hôn anh tặng em, sau này ở kinh thị, anh trai sẽ che chở cho em. Hà Loan Loan biết Mộ Giang có lòng tốt, dựa theo lễ nghĩa, cô cũng không thể quá lãnh đạm bèn tốt bụng nhắc nhở một chút anh làm việc nghiêm túc đi. Mộ Giang sửng sốt nhưng vẫn rất vui sướng. Được, anh nhất định sẽ làm việc nghiêm túc. Hộp chân châu nước ngọt kia rất đẹp. Chỉ là Hà Loan Loan còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng làm cái gì thì đã bị cố dục hàn phát hiện. Hôm nay anh đi ra ngoài ăn bữa cơm cùng các chiến hữu cũ. Uống một chút rượu, đuôi mắt ửng đỏ, lúc ở tầng một liền nghe bảo mẫu nói hôm nay anh Mộ Giang đã tới. Ấn tượng của cố dục hàn đối với Mộ Giang không được tốt cho lắm anh vào cửa nhìn thấy Hà Loan Loan đang mở hộp chân châu kia ra chơi. Dục vọng chiếm hữu trong lòng nháy mắt càng nhiều thêm, Hà Loan Loan cảm nhận được có người ôm lấy mình từ phía sau. Cô giơ tay sờ mặt anh, nóng thế, anh đã uống bao nhiêu vậy? Cố Dục Hàn cúi đầu hôn tai cô, mộ răng tặng cho em à? Hà Loan Loan gật đầu, Xô chân châu này khá đẹp, sau này lại bảo tào quyên đính lên trên quần áo, hẳn là có thể làm ra một cái váy rất đẹp. Cố Dục Hàn bế cô lên đè xuống giường, mộ giang. Rất thích em." Hà Loan loan ngẩn ra, vội vàng nói, "Anh ấy sợ sự uy nghiêm của cha nuôi em thôi. Anh biết mà, thái độ anh ấy đối với em trước kia rất tệ, nhưng trong lòng Cố Dục Hàn không thoải mái, anh là đàn ông, anh có thể phát hiện ra, anh ta không phải anh trai ruột của em." Hà Loan loan không ngờ, anh còn biết lên, cô giơ tay véo mặt anh, "Được, vậy lần sau em sẽ cách xa anh ta, được không? Anh uống nhiều rồi, ngủ một lát nhé." "Ừ, ngủ một lát." chàng trai nói xong liền bắt đầu không thành thật, Hà Loan Loan vội vã tóm lấy tay anh, "Chờ lát nữa em còn phải, là em nói ngủ một lát mà, vợ không được gạt anh." Lúc Hà Loan Loan bên này đang ân ái tình nồng thì Mộ Giang bên kia đang nổ tung. Hoàng Vũ Vi và Hoàng Vũ Nhu tới kinh thị đã được một khoảng thời gian rồi. Hai người đều ở nhờ chỗ của Mộ Giang, nói Mộ Giang ở chính là một căn hộ hai phòng nhỏ. Một người đàn ông như anh ta ở vẫn rất thoải mái. Nhưng sau khi hai chị em này tới, mộ giang lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái trước kia anh ta cảm thấy hoàng vũ vi là cô chiêu yêu kiều dễ thương hiện tại mới biết thật ra có rất nhiều lúc yêu kiều dễ thương có thể ngang ngừa với ích kỳ hai chị em đều không biết nấu cơm mỗi ngày đều chờ anh ta mua cơm hoặc là nấu cơm cơm nước xong thì sao cũng không thu dọn nhà cửa trong nhà lung tung rối loạn mộ giang có thói ở sạch nhìn thấy liền phiền lòng thậm chí không muốn trở về nhưng nể tình nghĩa khi còn nhỏ anh ta không mở miệng đuổi bọn họ đi. Ban đầu anh ta nghĩ là sau khi Hoàng Vũ Nhu đi học trường điều dưỡng. Hoàng Vũ Vi chứng thực công việc rồi được bệnh viện sắp xếp ký túc xá thì sẽ xong xuôi. Nhưng ai ngờ Hoàng Vũ Vi không thỏa mãn với chuyện này. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 383 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, Hoàng Vũ Vi cảm thấy cuộc sống sau khi đến kinh thị thật sự không giống như trong tưởng tượng. Nhà mộ giang ở quá nhỏ, trong nhà cũng không thuê bảo mẫu tuy rằng mộ giang nấu cơm hoặc là mua cơm cho cô ta ăn nhưng thái độ không nhiệt tình cho lắm ban đầu hoàng vũ vi có chút tức giận muốn giận dỗi dọn ra nhưng lại bỗng nhiên phát hiện mộ giang lén chuẩn bị quà cho cô ta là một hộp chân trâu lúc ấy hoàng vũ nhu đã hâm mộ không thôi em đã nói mà anh ba mộ rất để ý chị đấy số chân trâu này đẹp quá đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều chân trâu như vậy cùng một lúc đấy hiếm có biết bao anh ba mộ còn âm thầm giấu trong ngăn tủ, là tính gây bất ngờ cho chị đúng không? Vũ Vi, em thật sự cảm thấy chị gả cho anh ba mộ cũng không tồi đâu. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Vũ Nhu tính đi làm quen với Triệu Giai Thành kia. Nhưng tìm rất nhiều lần, người ta còn chưa nhớ cô ta. Hoàng Vũ Vi thấy hộp chân châu đẹp đẽ kia, trong lòng cũng trở nên mềm mại. Cười một tiếng, từ nhỏ anh ba mộ đã rất tốt với chị rồi. Không phải chỉ là một hộp chân châu thôi sao, cứ để đó chít đi chờ khi anh ấy muốn tặng chị rồi nói sau nhưng ai ngờ mới mấy ngày chân châu đã biến mất hoàng vũ vi cũng không nhận đến cô ta lập tức nhận ra mộ giang đã tặng chân châu cho người khác chẳng lẽ ở trong lòng mộ giang còn có người quan trọng hơn hoàng vũ vi sao hoàng vũ vi càng nghĩ càng tức giận hôm nay trực tiếp đến đơn vị của mộ giang muốn tìm anh ta nói cho rõ ràng trước kia anh ta từng nói sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô ta cơ mà sao lại có thể như vậy chứ lúc này Mộ Giang đang chuẩn bị phẫu thuật cho một người bệnh, là một đứa bé mới 7 tuổi, phải mổ tim, anh ta kiên nhẫn cẩn thận phẫu thuật, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, có thể nói là hết sức thành công, người nhà vô cùng biết ơn, bác sĩ Mộ, thật sự rất cảm ơn anh, anh chính là cha mẹ tái sinh của con tôi, trong lòng Mộ Giang rất thoải mái, lại ôn hòa nói, không có gì, là điều tôi nên làm thôi, sau khi phẫu thuật đứa bé còn cần quan sát một giờ, mọi người đến phòng bệnh trải chăn đệm trước đi còn phải mua chuẩn bị đầy đủ một ít đồ hộ lý sau phẫu thuật nữa anh ta dặn dò xong thì trở về phòng phẫu thuật tiếp tục thăm đứa bé đứa nhỏ này được phẫu thuật xong cần bác sĩ mổ chính ở bên cạnh trông nom lỡ như có tình huống đột phát thì cũng tiện cấp cứu ai ngờ bỗng nhiên có hộ sĩ chạy tới chủ nhiệm mộ có một vị đồng chí họ hoàng nói tìm anh có việc gấp mộ giang ngẩn ra nhìn đứa bé trên giường hiện giờ tôi đang có việc nói với cô ấy tôi không kịp đi ra ngoài hộ sĩ nhanh chóng đi ra ngoài hoàng vũ vi nhận được câu trả lời này thì cực kỳ không cam lòng trước kia cô ta muốn cái gì anh ba mộ đều sẽ đồng ý hiện tại rốt cuộc bị làm sao vậy hôm nay cô ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện chân châu là như thế nào rốt cuộc là anh mua cho ai hoàng vũ vi vội vã ôm bụng nói bụng tôi đau đau quá cô mau đi gọi mộ giang hộ sĩ kia cũng không biết tình huống như thế nào hớt hải lại đi nói chuyện này với mộ giang mộ giang muốn đi gặp hoàng vũ vi theo bản năng anh ta rảo bước đi tới cửa trong giây phút muốn xuống lầu thì bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc Hà Loan Loan bận rộn mức không rảnh lo chuyện ăn uống ở trung tâm y. Tế, phía sau là bé trai mới vừa làm phẫu thuật tim cần được quan sát thêm. Dưới lầu là Hoàng Vũ Vi bị đau bụng, tâm trí mộ giang loạn cả lên. Anh ta quan tâm đến Hoàng Vũ Vi, nhưng mà, bước chân của mộ giang đi xuống dưới lầu. Đi mãi đi mãi, trong nháy mắt bỗng tỉnh táo lại. Lần này, khó khăn lắm Hà Loan Loan mới nói chuyện với anh ta bằng vẻ mặt ôn hòa. Đó là khuyên anh làm việc nghiêm túc, Đúng vậy, anh là bác sĩ, cần phải chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 384 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại. Cướp lại gia tài, Mộ Giang quay đầu lại tới cửa phòng phẫu thuật, bảo với Hộ Sĩ, cô đi tìm người đưa đồng chí họ Hoàng ở cửa đi khám gấp. Tôi thật sự không thể rời khỏi đây được, giọng nói vừa mới rớt, có người kêu lên, "Bác sĩ Mộ, tìm người bệnh ngừng đập đột ngột." Tiếng cảnh báo bén nhọn của máy móc vang lên lòng mộ giang trùng xuống, nhanh chóng tiến lên, lập tức tiến hành cấp cứu cho bé trai. Hoàng Vũ Vi ở dưới lầu đau bụng nửa ngày, mộ giang đều không tới tìm cô ta, thất vọng điên cuồng trồng chất trong lòng. Cô ta bỗng nhiên phát hiện không chỉ có cố dục hàn trướng mắt cô ta. Hiện tại ngay cả mộ giang đều có thể lừa gạt cô ta như vậy sao? Mộ giang bận rộn 2 giờ, rốt cuộc tình trạng của bé trai cũng đã ổn định lại. Anh sức cùng lực kiệt đi ra khỏi phòng phẫu thuật trong lòng thấy may mắn vì mình không bị Hoàng Vũ Vi kêu đi. Nếu không hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng không ngờ, lúc anh ta mỏi mệt đến cực điểm lại gặp phải Hoàng Vũ Vi. Đôi mắt Hoàng Vũ Vi đỏ bừng nhìn anh ta, cho nên trước kia anh nói, vĩnh viễn đối xử tốt với em đều là gạt em sao. Mộ Giang, anh biết cái gì gọi là lời hứa không? Chân châu của anh tặng cho ai rồi? Mộ Giang cảm thấy không thể hiểu được. Chân châu, sao em biết có chân châu? Đó là quả anh tặng loan loan, loan loan hoàng vũ vi sợ hãi run lên nói một cách không thể tin nổi loan loan ngươi như vậy kêu cô mộ giang có chút bất đắc dĩ em ấy là em gái anh mà vũ vi rốt cuộc em làm sao vậy hoàng vũ vi cắn môi lui về phía sau hai bước mộ giang anh sẽ hối hận cô ta nói xong thì khóc lóc bỏ đi mộ giang thật sự quá mệt mỏi anh ta ngẩn ra không hề đuổi theo vì sao chứ hiện tại anh ta cảm thấy hoàng vũ vi không còn là bộ dạng đơn thuần đáng yêu trong trí nhớ nữa hôn lễ của hà loan loan và cố dục hàn được tổ chức một cách thuận lợi trước khi đại học khai rằng nói là hôn lễ của hai người bọn họ nhưng hà loan loan cảm thấy cũng có thể xem như buổi tụ hội long trọng hợp tác của nhà họ cố và nhà họ lý có rất nhiều người mà cô căn bản chưa từng gặp đều là bạn bè của cha mẹ hai bên tới tham gia đặc biệt trong đó còn có mấy người từng gặp trong bản tin thời sự hà loan loan chỉ có thể âm thầm tạc lưỡi chỉ có thể nói địa vị nhà mẹ đẻ và nhà chồng của cô ở kinh thị đều không tệ may mà tư tưởng chính của bề trên hai nhà vẫn là muốn hai người bọn họ vui vẻ. Hạnh phúc, hôn lễ, kiểu Tây, Hà Loan loan được Lý Quốc Trấn nắm tay đi lên thảm đỏ. Giao cho cố dục hàn, trong khoảnh khắc ấy, cô còn không kịp rơi lệ đã thấy vành mắt lạnh lùng của Lý Quốc Trấn và cố dục hàn đều đã ửng đỏ. Khiến Hà Loan loan cũng cay xè khóe mắt, rõ ràng thật ra không phải tân hôn nhưng giờ khắc này thật sự có ý nghĩa thiêng liêng. Tiếng đàn sen lô du dương dễ nghe, hiện trường hôn lễ đẹp đẽ lãng mạn, hôm nay, Cố Viêm Lâm và Hà Linh Linh không được mời, hiện tại hai người xem như đã hoàn toàn tách ra khỏi gia đình. Hà Linh Linh ở cữ xong đã sắp bị việc trong con bước điên rồi. Biết được hôm nay Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn tổ chức hôn lễ. Cô ta chưa từ bỏ ý định, lén chạy tới xem, cửa đại sảnh buổi lễ có người nhìn thấy, không cho người không liên quan đi vào. Cô ta chỉ có thể nhịt trộm qua khe cửa, xem đến mức lệ rơi đầy mặt, vì sao Hà Loan Loan lại được hạnh phúc như vậy rốt cuộc Hà Loan Loan có chỗ nào xứng với niềm hạnh phúc như vậy? Rõ ràng lúc trước Hà Loan Loan là một kẻ ti tiện làm việc vặt luôn chịu ngược đãi. Cô ta mới là cô gái xinh đẹp từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cơ mà. Đứa con trong lòng khóc hoa hoa, Hà Linh Linh bực bội vô cùng, đang định đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một bé gái đi ra từ trong đại sành. Đúng là phỉ phỉ, phỉ phỉ đi theo bảo mẫu cùng vào nhà vệ sinh, nhanh lên nhanh lên, cháu còn muốn đi xem chú thím kết hôn nữa, bảo mẫu cũng sốt ruột bởi vì nghe nói chờ lát nữa sẽ rút bao lì xì cô ấy cũng muốn rút một bao lì xì to phỉ phỉ vào nhà vệ sinh bảo mẫu vào một gian nhà vệ sinh khác hà linh linh mở to mắt nhìn thấy hết thảy nghĩ đến rõ ràng phỉ phỉ cũng là con của cố viêm lâm hiện tại có thể được hạ quân nuôi hưởng thụ tất cả chỗ tốt của nhà họ cố con của chính cô ta lại chỉ có thể nuôi ở bên ngoài trong lòng liền tức giận nếu hôm nay bởi vì hà loan loan kết hôn mà phỉ phỉ bị mất tích Hạ Quân còn thương yêu Hà Loan Loan nữa không? Cô ta nghĩ ngợi rồi cúi đầu vào nhà vệ sinh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 385 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại. Cướp lại gia tài, Hà Linh Linh trực tiếp xông lên bịt miệng Phỉ Phỉ lại rồi sau đó đánh ngất con bé. Một tay ôm con trai, một tay bế Phỉ Phỉ, mau chóng đi ra, cô ta kinh hồn táng đảm đưa Phỉ Phỉ tới chỗ ở. Lại nghĩ đến không thể ở lâu, bèn trực tiếp liên hệ cho một tên buôn người Bọn buôn người kia nhìn thấy da thịt phỉ phỉ mềm mịn lại xinh đẹp như vậy, lập tức nói, "Đứa này được lắm, có thể bán 300 đồng." Đây là lần đầu tiên Hà Linh Linh tham dự vào chuyện như vậy. Trước kia cô ta kiếm được tiền từ việc cho vay nặng lãi rất nhanh. Không ngờ kiếm tiền bằng cách này cũng rất nhanh, nếu như tìm thêm mấy đứa bé, bán được một số tiền rồi cho vay nặng lãi thì không phải sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao? Cho dù hiện tại Cố Viêm Lâm không kiếm được tiền thì cô ta cũng có thể sống rất tốt. Hà Linh Linh vui vẻ nói, được, 300 thì 300, chờ sau này tôi tìm được đứa bé khác lại bán cho anh." Lão Dương gật đầu, "Được, tôi chờ cô, trong lúc hôn mê, Phỉ Phỉ đã bị bán đi, còn bên phía Hà Loan Loan, rất mau bảo mẫu đã phát hiện Phỉ Phỉ biến mất rồi. Đi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, đầu cô ấy lập tức choáng váng, nhanh chóng đi tìm Đàm Ngọc Du, hôm nay Đàm Ngọc Du cũng tới, cô ấy biết được con gái biến mất thì suýt chút nữa đã ngất xỉu. Lập tức nói cho Hạ Quân Cả đám người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, chờ hôn lễ kết thúc, lúc Hà Loan Loan biết được chuyện này thì đã qua 5 giờ đồng hồ rồi. Hạ Quân khóc không ngừng được, "Loan Loan, cha mẹ đã báo cảnh sát, nhưng người ở sảnh lễ bên này đều nói không chú ý rốt cuộc Phỉ Phỉ đã đi đâu?" Bảo mẫu quỳ trên mặt đất khóc, "Tôi và Phỉ Phỉ cùng đến nhà vệ sinh, tôi ở ngay gian bên cạnh, không hề nghe được bất cứ âm thanh gì, không biết tại sao đứa bé lại biến mất, là tôi đáng chết, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng." Cố Dục Hàn lập tức nói: "Con đi tìm người lập tức điều tra, muộn nữa thì sẽ không kịp mất. Thời đại này căn bản không có camera giám sát, điều tra án vô cùng khó khăn, bọn buôn người cực kỳ hung hăng ngang ngược, cho nên 20 năm sau, không ít người đều đang tìm con, tìm đứa con mất tích của mình." Hà Loan Loan thật sự không ngờ mình vừa kết hôn mà Phỉ Phỉ lại mất tích. Nếu không tìm được Phỉ Phỉ trở lại, cả đời cô nhớ lại hôm mình kết hôn xảy ra chuyện này thì đều sẽ cảm thấy khó chịu. Phỉ Phỉ là đứa bé đáng yêu thơm tho mềm mại như vậy, luôn ôm cô gọi thím, nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Hà Loan Loan trực tiếp gọi cho đài phát thanh, nhà chúng tôi có một đứa bé bị mất tích, 4 tuổi rưỡi, mắt to hai mí, mặc váy màu đỏ, giày da màu đen, nếu có người có thể cung cấp manh mối có ích thì xin hậu tạ 500 đồng. Nếu có thể tìm được đứa bé sẽ hậu tạ 1.000 đồng. Thế này còn nhiều tiền hơn so với bán một đứa bé. Các thính giả vừa nghe thấy giá cả này thì lập tức kích động bánh từ trên trời rơi xuống này, vì thế rất nhiều người bắt đầu trợ giúp đi tìm đứa bé một cách tự phát. Bọn buôn người lão Dương tính toán lập tức đút thuốc ngủ cho phỉ phỉ mê man, lại ngồi xe lửa đi nơi khác, bán lấy một cái giá cao, lúc phỉ phỉ tỉnh thì đã ở ga tàu hỏa rồi, lão Dương đưa cho con bé một chén nước, cháu ngoan ngoãn uống cái này đi, chú sẽ đưa cháu về nhà, phỉ phỉ vừa nhìn liền cảm thấy sợ hãi, chú này trông không giống người tốt, con bé muốn khóc, lại nghĩ đến lời thím đã từng dặn mình. Lúc gặp phải người xấu thì trước tiên đừng khóc, khóc cũng vô dụng, còn chọc giận người xấu, phải nghĩ cách, Phỉ Phỉ vô cùng sợ hãi lại tỏ ra đáng yêu nói: "Chú ơi, chú ôm cháu một cái đi, cháu sợ lắm." Lão Dương hừ một tiếng, "Ôm cháu, cháu sẽ uống à?" Phỉ Phỉ gật đầu, cô bé mềm mại đáng yêu khiến lão Dương cũng không khỏi mềm lòng được khi con bé làm nũng. Trong lòng nghĩ, có lẽ có thể chơi một chút rồi bán sau, dù sao cũng là đứa bé thôi mà, không biết gì cả anh ta ôm lấy phỉ phỉ, lúc đang định ra tay thì phỉ phỉ bỗng nhiên cắn tay anh ta một cách vô cùng chuẩn xác. Hàm răng của đứa bé rất bén nhọn, cô bé ra sức cắn thật tàn nhẫn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 386 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại ra tài, a à, lão dương kêu lên thảm thiết, liều mạc đánh phỉ phỉ, nhưng phỉ phỉ chỉ nghĩ tới lời thím nói, tìm đúng lỗ tay anh ta, cắn chết anh ta nếu không anh ta sẽ hại chết cháu. Bởi vậy, bất luận lão Dương đánh, túng con bé như thế nào, phỉ phỉ đều cắn dịt tay anh ta không buông. Lão Dương cảm thấy lỗ tay mình như bị cắn rớt, bản năng sinh lý làm anh ta kêu lên thảm thiết, về sau thậm chí còn không có sức lực túm lấy phỉ phỉ nữa. Rất mau, âm thanh trong góc đã khiến người khác chú ý, có người chạy tới, làm sao vậy, lúc này phỉ phỉ mới nhả ra, miệng đầy em mờ, á, u cùng với một tiếng gào khóc tài lão dương rũ xuống, em á, u chảy không ngừng, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, làm gì còn có sức lực quan tâm đến phỉ phỉ, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, có người thấy phỉ phỉ, kêu lên sợ hãi, con bé không phải chính là đứa bé mà nhà họ cố kia đang tìm đấy chứ, anh đang làm gì vậy, tôi là nhân viên công tác ở đường sắt cô bé này có quan hệ gì với anh, không chờ lão dương nói chuyện, phỉ phỉ đã khóc lóc hô to, chú ta là người xấu, rất mau lão dương đã bị bắt đi hiện tại anh ta không kịp suy nghĩ gì cả chỉ biết xin giúp đỡ đưa tôi đến bệnh viện mau tai của tôi anh trai của tôi nửa giờ sau người trong nhà họ cố chạy tới cục cảnh sát lúc đàm ngọc du nhìn thấy con gái phỉ phỉ thì điên cuồng khóc lớn phỉ phỉ cũng khóc hoa hoa được mẹ ôm lại giơ tay ôm cả hà loan loan cảnh sát thuật lại quá trình tự cứu của phỉ phỉ mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đàm ngọc du cũng dưng dưng nói lời cảm ơn Loan Loan, cuối cùng chị cũng biết vì sao mình và Phỉ Phỉ lại thích em như vậy rồi. Thật sự rất cảm ơn em. Còn Hà Loan Loan cũng không nhịn được rơi lệ, may mà Phỉ Phỉ đã được tìm thấy. Nhà họ cố cực kỳ quan tâm đến vụ án này, cục cảnh sát bên kia cũng đã điều tra suốt đêm. Hà Linh Linh vẫn tính toán dùng 300 đồng đó đi cho vay nặng lãi. Cô ta đang ở trong phòng giao dịch với người khác. Lần này tính tiền lãi cho anh thấp hơn một chút đấy, nhưng anh nhớ rõ phải trả lại cho tôi đúng hạn đang nói thì cửa đã bị người ta đá văng ra. Công an, Hà Linh Linh sợ tới mức run lên. Cái, cái gì, dây tiếp theo, còng tay đã chụp vào cổ tay, không chỉ là lừa bán trẻ con. Rốt cuộc chuyện Hà Linh Linh cho vay nặng lãi trái phép cũng đã bị phát hiện. Hai việc trái pháp luật chồng lên nhau, lần này Hà Linh Linh không thoát khỏi cảnh ngồi tù được nữa. Mà Lão Dương dính dáng tới rất nhiều bọn buôn người, khai ra ít nhất hơn 20 đứa bé bị lừa bán. Cảnh sát nhanh chóng đi cứu những đứa bé đó. Hà Loan Loan cũng không ngờ, Hà Linh Linh đã là mẹ rồi mà còn có thể làm ra chuyện lừa bán trẻ con. Nhưng Hà Linh Linh tiến vào ngục giam là chuyện hết sức đáng mừng. Đời trước, Hà Linh Linh làm đủ mọi việc ác, đời này vẫn tội ác chồng chất, ngồi tù là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng Hà Loan Loan không ngờ, Hà Linh Linh khai ra hết thảy đều do Hà Loan Loan sai khiến. Cô ta khai như vậy, Hà Loan Loan chỉ có thể vào phối hợp điều tra. Hà Linh Linh ở cục cảnh sát giống như nổi điên chính là Hà Loan loan sai khiến tôi, cô ta không muốn để con trai cả nhà họ Cố tranh đoạt tài sản với chồng cô ta. Cho tôi tiền, bảo tôi lừa bán phỉ phỉ, kế tiếp còn lên kế hoạch lừa bán chính chính. Hà Loan loan nhìn bộ dạng Hà Linh Linh đầu tóc rối bù, nước miếng bay tán loạn chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cô cần phải phối hợp điều tra chuyện này. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 387 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài. Hà Loan Loan gặp mặt Hà Linh Linh. Hà Linh Linh khẳng định Hà Loan Loan đã từng sai khiến cô ta đi lừa bán phì phì. Còn Hà Loan Loan thì trực tiếp đưa chứng cứ mà mình lấy được vào tay từ trước đó trình lên cho cảnh. Sát, một loạt chứng cứ về việc Hà Linh Linh ở Hải Thị đã cho vay nặng lãi. Đến sau này ở Tây Lâm cũng cho vay nặng lãi bức tử người khác. Cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng, đủ để hình phạt của Hà Linh Linh tăng lên gấp bội. Đôi môi đỏ của Hà Loan Loan khẽ mở, mặt khác, còn có một người làm chứng nữa sẽ đến tố cáo cô sẽ lật đổ tất cả lời khai của hà linh linh hà linh linh còn chưa nghĩ ra thì người làm chứng đã tới rồi không ngờ là cố viêm lâm ban đầu cố viêm lâm cũng không muốn để ý tới hà linh linh nhưng hà loan loan đã gửi một phần xét nghiệm adn cho anh ta đó là một phần kết quả xét nghiệm adn giữa đứa con trai mà hà linh linh mới sinh ra không lâu và cố viêm lâm bên trên thể hiện rõ ràng đứa bé không phải của cố viêm lâm hà linh linh như bị xét đánh cho dù cố viêm lâm không quan tâm đến hà linh linh nhưng khi biết hà linh linh mang thai đứa con của kẻ khác lừa mình thì cũng không nhịn được anh ta trực tiếp ra làm chứng tố cáo hà linh linh đã làm một loạt chuyện trái pháp luật cũng chứng minh trong lòng hà linh linh căm hận hà loan loan đây là vu oan hà linh linh cách hàng rào trong ánh mắt đều là vẻ độc ác hà loan loan cô sẽ không được chết tử tế đâu đồ ti tiện nhà cô cô sẽ không được chết tử tế đâu cô ta kêu toáng lên, bỗng nhiên liền khuất phục, quỳ trên mặt đất kêu, cố viêm lâm, tôi cầu xin anh, đừng vứt bỏ đứa bé, đó là con của tôi, là đứa con mà tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra được. Vì đứa nhỏ nói, cô ta chịu đựng những khổ sở trong thời gian mang thai, chịu đựng cơn đau mở tử cung, đứa bé còn nhỏ như vậy, nó vô tội mà, nhưng cố viêm lâm vẫn chưa đồng ý với Hà Linh Linh sẽ xử lý đứa bé kia như thế nào. Đứa bé bị cố viêm lâm trực tiếp mang đi anh ta xem như là người cha trên hộ khẩu của nó. Hà Loan Loan cũng không hao tâm tốn sức về chuyện này nữa. Cô đã sớm sai người âm thầm theo dõi Cố Viêm Lâm. Nếu như lại xảy ra chuyện gì thì người bị xử lý tiếp theo chính là anh ta. Mỗi ngày Hà Linh Linh đều đau khổ cầu xin trong trại tạm giam, muốn gặp đứa bé, cuối cùng chỉ nhận được một tin tức, đứa bé đã bị Cố Viêm Lâm đưa đến cô nhi viện ở nơi khác rồi. Cô nhi viện, đó là nơi gian khó khổ sở cỡ nào chứ? Hà Linh Linh vô cùng căm hận cô ta hận không thể lột ra Hà Loan Loan, gặm thịt Hà Loan Loan, uống M, Á, U Hà Loan Loan. Cuối tháng 8, Hà Linh Linh bị phán xử tù có thời hạn 3 năm. Hôm tuyên án, cô ta đã gầy 7 cân rưỡi, cả người mảnh rẻ trơ xương, giống như kẻ điên. Mà lúc này, Hà Loan Loan đã khai giảng. Trong buổi lễ khai giảng, cô được trường học mời làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu. Hà Loan Loan cũng được chia ký túc xá. Nếu lúc học tập bận rộn, Cô cũng muốn về ký túc xá ở một đêm, lúc không vội thì có thể về nhà họ Lý hoặc là nhà họ Cố. Hôm khai rằng, Cố Dục Hàn muốn đưa cô đến trường học, Hà Loan loan lại từ chối, với gương mặt này, vóc dáng này của anh, nếu như anh đến trường học khẳng định sẽ rất ồn ào. Anh không biết có đôi khi thực sự không thể hiểu được lòng dạ đố kỵ của con người đâu. Em vẫn không thể quá khoe khoang được, làm người là phải khiêm tốn một chút. Cố Dục Hàn chỉ có thể từ bỏ, vậy được rồi. Cũng may hiện tại anh đi làm ở kinh thị, về sau lúc bận sẽ ở đơn vị, lúc không bận thì có thể về nhà bất cứ khi nào. Hiện tại anh được điều đến tổng quân khu kinh thị, vẫn là cấp bậc đoàn trưởng, làm việc dưới trướng người cậu Hạ Kính Đình, còn Hạ Kính Đình đã mang chức vị cấp phó quốc, nếu không phải bởi vì Cố Dục Hàn quá trẻ, Hạ Kính Đình đã muốn ra sức tiến cử đề bạt anh lên trên rồi. Nhưng chính vì quá trẻ, đề bạt lên như vậy sẽ có người không phục, để Cố Dục Hàn ở kinh thị phát triển thêm 2 năm. Tóm lại đề bạt lên là chuyện sớm hay muộn thôi, nhưng người biết chuyện không có ai không hâm mộ anh, đây mới là tuổi trẻ tài cao, thậm chí có không ít người đã nhắm vào cố dục hàn. Trọng sinh trở lại, cướp lại ra tài ca, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 388 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại ra tài, trong căn tứ hợp viện được trang hoàng lịch sự tao nhã cổ điển nào đó ở kinh thị, hai người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang đóng cửa nói chuyện với nhau hai ta đều hiểu rõ hạ kính đình trải con đường thế nào cho cậu ấy. Lý Quốc Trấn chỉ là một người làm nghiên cứu, con gái ông ta có thể trợ giúp quá ít cho cố dục hàn. Người thông minh như cậu ấy khẳng định hiểu rất rõ, lão triệu, nhưng tôi nghe nói, tình cảm giữa cô con gái nhà họ Lý kia và cố dục hàn rất tốt. Chưa biết chừng thằng nhóc này thật sự là kẻ si tình đấy. Ha ha, làm gì có người đàn ông nào chưa từng có ánh trăng sáng mối tình đầu. Nhưng khi ích lợi đặt tới trước mắt, ông sẽ chọn tiền đồ hay là phụ nữ. Phụ nữ xinh đẹp đầy ra đấy, giống như nụ hoa mùa xuân. đóa nào, đoá đó nấy đều tươi đẹp cả lão Đường. Ông cảm thấy giao nhược nhà tôi thế nào? Lão Đường ngẩn ra, giao nhược là đứa con gái mà ông thương nhất. Con bé, lão triệu nheo mắt lại. Nếu tương lai có một ngày, cố dục Hàn lên trước, loại người như cậu ấy sẽ giữ hai chúng ta lại sao? Ý của Hạ Kính Đình không phải là tương lai bồi dưỡng cậu ta ra làm một con đê. A à, o oh, hay sao? Con cáo già này thật sự cho rằng chúng ta sẽ không phản kích kinh thị này chỉ để nhà họ hạ của ông ta lớn mạnh. Hai đứa con trai nhà họ cố xảy ra tai nạn xe cổ. Ông ta biết rõ là ai làm, lại không có chứng cứ, chắc đã rất lo lắng rồi. Giọng nói của hai người thấp dần, cây chuối tây ngoài phòng bị gió thổi lắc lư, cơn nóng bức của mùa hè dần dần tiêu tán. Lúc khai giảng Hà Loan loan đại điện lê diễn thuyết làm người ta cảm thấy mới mẻ. Thậm chí có người trong tòa soạn báo ở kinh thị còn tới phỏng vấn. Điên cuồng chụp ảnh cô. Dù sao thì có rất nhiều người có thành tích tốt, nhưng sinh viên xinh đẹp lại có thành tích rất tốt như Hà Loan Loan thật sự rất hiếm có. Quả thực là con gái cưng của ông trời, nhìn ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác, Hà Loan Loan cười nhạt trong lòng. Thật ra cô là người rất may mắn ở chỗ nào chứ? 19 năm tra tấn trước đó, nếu không phải là cô kiên cường thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, chỉ có liều mạng giấy rủa, phấn đấu, chịu đựng thì mới có khả năng nảy sinh kỳ tích vội vàng rời khỏi hội trường, ánh mắt của không ít người còn đang dõi theo cô, Lý Đan Thanh nhìn từ xa, vết thương trong tay còn chưa khỏi hẳn, má cô ta gầy ốm, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hà Loan Loan biết, hôm nay Cố Dục Hàn và cha đều bận rộn, không thể tới tham gia khai giảng đại diện, đương nhiên, cô cũng sẽ không để ý những chuyện này, cô thừa dịp vẫn chưa có tiết, nhanh chóng đi tìm Tào Quyên, sau khi Tào Quyên tới kinh thị Ban đầu chưa làm quen được, nhưng không bao lâu sau đã cảm thấy như tới trốn thiên đường. Nhà trẻ ở kinh thị rất tốt, giá rẻ, thầy cô bên trong cũng đối xử với bọn trẻ rất dịu dàng tinh tế. Sau khi chân chân được đưa còn mập lên đấy, mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ. Bên này sinh hoạt tiện lợi, điều kiện tốt hơn ở quê rất nhiều, cơ hội kiếm tiền cũng càng nhiều hơn. Hà Loan Loan thuê một căn phòng ba gian ở một tòa nhà văn phòng cho cô ấy coi như phòng làm việc. Tào Quyên phụ trách thiết kế. Hà Loan Loan còn thuê một công nhân làm các việc vặt khác. Hôm nay Hà Loan Loan tới chính là vì tương lượng một chuyện với cô ấy. Tào Quyên, trước kia xưởng quần áo hữu nghị luôn theo đuổi trang phục thịnh hành. Nhưng mục đích hiện tại của chúng ta là theo đuổi hàng đặt may cao cấp xa xỉ. Tốt nhất là làm cho nhãn hiệu nổi tiếng, hướng ra thế giới, cho nên không cần quy mô quá lớn nhưng nhất định phải theo đuổi chất lượng. Linh hồn, đây đều là sách về phương diện trang phục mà tôi tìm giúp cô. Mặt khác tôi kiến nghị cô đi học đại học vào buổi tối bên học viện trang phục có lớp đấy về chân chân thì thuê một bảo mẫu trông cũng được học đại học vào buổi tối tào quyên sửng sốt gương mặt nóng lên loan loan tôi 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 sao xứng học đại học từ trước tới nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này thật ra cùng lắm thì cô ấy xem như có bằng tiểu học sau đó dựa vào sự chăm chỉ của mình nên đọc sách viết chữ mới tính là lưu loát hà loan loan cười rất bình tĩnh thế tôi hỏi cô nếu có cơ hội cho cô đi học thì cô có muốn thử không tào quyên do dự một lát rồi gật đầu tôi muốn thật ra trong lòng của không ít người đều có việc mình muốn làm chỉ là không đủ dũng cảm luôn cảm thấy bản thân không làm được bước đầu tiên luôn khó như vậy đấy nhưng thường thường khi bạn thử rồi mới phát hiện thật ra không hề khó trong lòng tào quyên thấp thỏm bất an sau khi được hà loan loan cổ vũ thì bắt đầu hành động lên đầu tiên là cô ấy đến học viện trang phục hỏi thăm phương thức học đại học vào buổi tối rồi sau đó tham gia thi cử lòng mang kích động không ngờ thật sự thông qua kỳ thi rồi sau đó Tào Quyên mơ màng nhận được giấy chứng nhận sinh viên của lớp đại học buổi tối. Ngày đó, cô ấy đứng ở cửa học viện trang phục, nhìn tên Tào Quyên trên giấy, chứng nhận sinh viên, nước mắt rơi xuống rào rào. Trước đó không lâu, cô ấy còn đang bị đánh, từ trưởng tiến và bà cụ từ không đánh thì cũng mắng nhiếc cô ấy. Chân chân bị đờ, ớ, em mờ 11 cây kim, nhưng nháy mắt, không ngờ cô ấy lại sống một cuộc sống hoàn toàn không dám nghĩ đến cứ như đang nằm mơ vậy. Tào Quyên siết nắm tay, Cô ấy nhất định phải quý trọng cuộc sống hiện tại. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 389 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại. Cướp lại gia tài, Tào Quyên tiến hành học tập một cách có hệ thống, tiến bộ thần tốc, phòng làm việc hai người mau chóng vận hành rất thuận lợi. Hà Loan Loan ở cùng phòng ký túc xá với Ngô Linh Lị. Tuy rằng hai người không cùng chuyên ngành, nhưng bởi vì trước đó đã quen nhau cho nên quan hệ tốt hơn. Hai nữ sinh khác đều là người kinh thị một người tên Triệu Giao Nhược, ăn diện tinh xảo độc lòng người, mới vào trường đã khiến không ít bạn học nam nghiêng ngả. Trong phòng có không ít món quà nhỏ, trái cây, thư tình vân vân, cô ta đều trướng mát, tiện tay phân cho bạn cùng phòng ăn. Một nữ sinh khác tên là Tô Vân, có quan hệ rất tốt với Triệu Giao Nhược. Lúc Hà Loan Loan không có ở đó, Ngô Linh Lị liền khá lạc lõng, cũng may Ngô Linh Lị căn bản không ngại, cô ấy một lòng học tập, khó khăn lắm mới có được cơ hội đi học cô ấy không phải tới chơi đùa kết bạn, huống chi cô ấy có người bạn như Hà Loan Loan đã hết sức thỏa mãn rồi. Lần đầu tiên Triệu Giao Nhược nhìn thấy Hà Loan Loan, phấn phủ trong tay liền dừng lại, cô ta không tham gia buổi lễ khai giảng của tân sinh viên. Bởi vì ngày đó cô ta mới từ phương Nam du lịch trở về. Sau lại nghe nói trạng nguyên thi đại học kia cực kỳ xinh đẹp. Triệu Giao Nhược còn chẳng coi ra gì, những người học giỏi ấy mà, trông hơi chỉnh tề một chút là có kẻ khen thành người đẹp ngay tiêu chuẩn đối với khuôn mặt của người thường và người đọc sách là khác nhau nhưng triệu giao nhược tận mắt nhìn thấy hà loan loan mới biết được cái gì gọi là sen mọc từ nước trong tự nhiên không trang sức hà loan loan ăn mặc đơn giản sơ mi trắng váy nửa người màu đen mái tóc đen được buộc lên rất đơn giản bên mái có một lọn tóc rừng trên tai khuôn mặt cô còn không to bằng bàn tay tinh xảo trắng nõn đôi mắt trong vắt sáng ngời màu da trong trắng lộ hồng cả người đều sạch sẽ tựa như không có một chút tì vết. Chỗ nào cũng đều làm người ta rất thoải mái, không rời mắt được, triệu giao nhược nhìn ra được. Hà Loan Loan không có to son đánh phấn, nhưng Hà Loan Loan rất đẹp, lặng lẽ dùng vẻ đẹp công kích người khác. Cô lập tức không còn hứng thú đối với bông dặm phấn trong tay. Bỏ vào hộp đánh cạch một tiếng, cầm lấy túi bỏ đi, Tô Vân còn chưa lau mặt đã chạy nhanh theo sau. Ôi, giao nhược, cậu đợi tớ với, hai người không hề chào hỏi với Hà Loan Loan. Hà Loan Loan cũng chưa nhìn kỹ xem bọn họ trông như thế nào. Mà nói chuyện cùng Ngô Linh Lị, Ngô Linh Lị học tập chuyên ngành toán học, lúc này đang vùi đầu làm bài tập, cô ấy hiếm khi bỏ ra chút thời gian, cười với Hà Loan Loan, Loan Loan, tôi biết cô bận, về sau việc múc nước gì đó cứ để tôi làm đi. Cô yên tâm làm chuyện của mình là được, Hà Loan Loan vội vàng nói, không cần không cần, chuyện múc nước tôi tự mình làm được, cô học tập cho tốt, Linh Lị, lên năm hai trường học của chúng ta có một hoạt động trao đổi với nước ngoài. Đến lúc đó nếu cô có thể bảo đảm thành tích tốt thì tỷ lệ xin thành công rất lớn đấy. Mặt khác, kinh thị có một vài cuộc thi toán học, cô muốn tham gia thì cũng có thể đi, đoạt giải là sẽ có tiền thưởng. Cô đoán xem tiền thưởng của cuộc thi toán học tháng sau là bao nhiêu. Ngô Linh Lị có chút chờ mong, học tập mà còn có thể kiếm tiền sao, tiền thưởng, bao nhiêu cơ, tôi không đoán ra, Hà Loan loan chìa ngón tay ra, số này, hạng nhất được 100 đồng. Ngô Linh Lị trợn to đôi mắt, thật ư, ừ, thế thì tôi nhất định phải tham gia, nếu có thể đạt được số tiền thưởng này thì cuộc sống của cô ấy sẽ càng được bảo đảm hơn. Hà Loan Loan cười, cô nhìn thấy Ngô Linh Lị nhiệt huyết như vậy, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, cũng bắt đầu đọc sách học tập ở chỗ của mình. Đại sư Thương Tế đi theo tới Học viện Đông Y của Kinh Đại. Nhưng ở Kinh Đại mà nói, đây là một chuyên ngành cực kỳ yếu thế, con đường mà bọn họ cần đi còn rất xa rất xa. Hà Loan Loan biết áp lực của đại sư thương tế rất lớn, cô cũng nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ đại sư thương tế phát triển đông y cho thật lớn mạnh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 390 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, ba ngày liên tiếp, ban ngày Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị cùng nhau tách ra đi học chuyên ngành của mình. Hết tiết lại cùng đến nhà ăn ăn cơm, sau đó trở lại ký túc xá còn phải học tập một khoảng thời gian. Mãi đến đêm khuya mới lên giường ngủ cô tính toán đến buổi tối thứ sáu lại về nhà, vừa lúc buổi tối thứ sáu hẳn là cố dục hàn cũng sẽ không quá bận. Có thể về nhà, buổi tối thứ sáu về nhà họ cố, thứ bảy về nhà mẹ đẻ, buổi tối chủ nhật thì cố dục hàn về đơn vị, cô về trường học, đối với cuộc sống ở ký túc xá. Hà Loan Loan không hề bài xích, dù sao thì Ngô Linh Lị đúng là một người bạn học chung rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Ngô Linh Lị múa bút thành văn, Hà Loan Loan cũng càng có thêm động lực. Tô Vân và Triệu Giao Nhược không để ý đến hai người các cô. Về cơ bản bốn người chia thành hai nhóm nhỏ, nhưng chung sống hòa thuận thật sự quá khó khăn. Người đầu tiên đưa ra ý kiến chính là Tô Vân. Buổi tối lúc 9 rưỡi, Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị đều còn đang ở dưới đèn múa bút thành văn. Sau khi Triệu Giao Nhược xoay người ba lần thì Tô Vân bỗng nhiên ngồi dậy. Nói vọng xuống dưới giường, có thôi đi không, giả vờ làm sinh viên ba tốt cái gì chứ, đã mấy giờ rồi mà còn ở đó viết viết viết, tiếng viết chữ ồn muốn chết, các người không sống cũng không cho người khác sống à, ngày mai giao nhược phải tập luyện, thứ sáu đến quân khu biểu diễn múa đấy, các người có thể làm chậm trễ được sao? Cây bút trong tay Ngô Linh Lị lập tức dừng lại, hết sức xấu hổ, nếu như Hà Loan Loan không ở đây, có lẽ cô ấy chỉ có thể hèn nhát không viết nữa. Nhưng buổi tối hôm nay cô ấy thật sự vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Không chờ Hà Loan Loan nói chuyện, Triệu Giao Nhược đã lười nhác mở miệng, Tô Vân, bớt tranh cãi đi, bọn họ ham học tập cũng không sai. Hà Loan Loan nhìn qua, ánh đèn bàn quá yếu, cô chỉ có thể thấy được đại khái bóng triệu giao nhược. Thật ra mấy ngày nay cô luôn cảm thấy con người triệu giao nhược này không đơn giản. Nhìn bình tĩnh không có tính công kích gì, hình như không thích phản ứng, nhưng Hà Loan Loan sẽ luôn cảm nhận được có một ánh mắt như có như không đang nhìn mình. Vừa quay đầu lại liền biến mất, cuối cùng Hà Loan Loan mở miệng, học tập quả thật không sai, sau này phòng ngủ của chúng ta quy định tắt đèn lúc 10 giờ. Trước 10 giờ đều có thể học tập, các cô có ủng hộ không? Triệu Giao Nhược lạnh nhạt nói, được, cô ta đã nói như vậy rồi. Tô Vân cũng không còn lời gì để nói. Thật ra trước đó hai người tới 11 giờ mới ngủ vẫn rất bình thường. Chỉ là hôm nay lại phá lệ ngủ sớm. Tới 10 giờ, Hà Loan Loan và Ngô Linh Lị lên giường ngủ đúng giờ. Trong bóng đêm, Hà Loan Loan cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Đều xác định trong trí nhớ đời trước không nghe được tên của Triệu Giao Nhược. Nhưng cô vẫn phải tìm người điều tra rốt cuộc triệu giao nhược là thiên kim tiểu thư của nhà ai ở đất kinh thì chuyện này cứ như vậy mà trôi qua thứ sáu hà loan loan mời ngô linh lị cùng nhau về nhà mình chơi trong cuối tuần ngô linh lị tỏ vẻ mặt đau khổ bài tập mà tôi chuẩn bị làm quá nhiều loan loan tôi không tới nhà cô được lần sau lại đi nhé hơn nữa cô ấy cười mập mờ hà loan loan cũng có chút ngượng ngùng ngô linh lị biết hà loan loan mới kết hôn Tuy rằng rất khiêm tốn không tuyên truyền rộng rãi nhưng cô ấy không thể đi quấy dày cuộc sống tân hôn của Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn. Được, Hà Loan Loan thu dọn đồ đạc muốn mang về nhà rồi mau chóng rời khỏi phòng học. Hôm nay Triệu Giao Nhược ra khỏi trường tham gia biểu diễn. Tô Vân liền ở trong phòng ngủ chán muốn chết. Cô ta nghe cuộc đối thoại của Ngô Linh Lị và Hà Loan Loan. Lại tận mắt nhìn thấy Hà Loan Loan đi ra ngoài. Rồi sau đó, Ngô Linh Lị tiếp tục tập trung vào việc học. Tô Vân đi qua, rội một chén nước lên trên đầu Ngô Linh Lị. Ngô Linh Lị dùng mình một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt hơi béo kia của Tô Vân toàn là vẻ khắc nghiệt. Ngô Linh Lị, Hà Loan Loan là người địa phương, hình như nghe nói trong nhà rất lợi hại, nhưng cô thì sao, cô tới từ cái xó xỉnh nào ở nông thôn đấy? Hả, cô ta túm chặt tóc Ngô Linh Lị, đập lên trên bàn, hai người các cô làm chịu giao nhược không vui, biết không, Ngô Linh Lị không thét chói tai, cả người cô ấy run rẩy. thế này còn kém xa so với lúc trước cha cô ấy đánh cô ấy nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi tô vân tôi không có trêu chọc cô và chịu giao nhược tô vân cười không trêu chọc sao những người ban đầu khen giao nhược kia không biết sao tự dưng lại đều biến thành hỏi thăm hà loan loan giao nhược và cô đều học ngành toán học cô ấy là hạng nhất nhưng khi đi học vì sao lại tích cực trả lời câu hỏi của giáo viên như thế là bởi vì cô biết nên cô muốn trả lời sao cô xứng trả lời à lúc chúng tôi không học tập cô đang học tập cô dựa vào đâu chứ cảm ơn bạn đã xem tới đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 391 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại. Cướp lại gia tài, cuối cùng Ngô Linh Lỵ đã biết thật ra trên thế giới này có rất nhiều người mang theo ác ý từ trong xương. Cốt, trước kia cô ấy cảm thấy cha cô ấy vì ngu muội dã man cho nên mới đối xử với cô ấy như vậy. Lúc vừa tới phòng ngủ, cô ấy nhìn thấy Triệu Giao Nhược và Tô Vân đều là trông có vẻ rất sáng sủa lịch sự. Đặc biệt là Triệu Giao Nhược đi lên cho cô mấy quả táo nói là người theo đuổi đưa, bảo cô ấy ăn. Lúc đó Ngô Linh Lị còn tưởng rằng sau này những người mà mình gặp được đều là người tốt từng đi học. Hiện tại mới hiểu được, từng đi học không có nghĩa là người tốt, cô chịu đựng cơn đau, biết mình không có năng lực để phản kháng, gia cảnh của Triệu Giao Nhược rất tốt, dì quản lý ký túc xá cũng nói chuyện lấy lòng Triệu Giao Nhược. Hôm nay chuyện Tô Vân làm, cho dù không phải Triệu Giao Nhược sai bảo, Tô Vân cũng sẽ tự động đi làm để lấy lòng Triệu Giao Nhược. Hốc mắt Ngô Linh Lị trào ra nước mắt, "Tô Vân tôi biết sai rồi." về sau tôi sẽ không học tập ở trước mặt cô nữa. Tôi cũng sẽ không trả lời câu hỏi khi lên lớp, cô cảm thấy chỗ nào tôi làm không tốt, tôi đều sẽ không làm nữa. Tôi tới kinh thị chỉ muốn ăn phận đọc sách thôi. Tô Vân cười quỷ dị, cô ta móc ra một túi bột phấn từ trong túi. Cô sợ cái gì, không bảo cô làm gì cả. Lần sau cô bỏ thứ này vào trong ly nước của Hà Loan Loan. Được không, Ngô Linh Lị sửng sốt, đôi mắt trợn to, cô ấy nhìn cái túi bột phấn nhỏ kia, biết rất rõ đó là cái gì. Tô Vân học chuyên ngành hóa học, có thể trực tiếp tiếp xúc với rất nhiều nguyên tố hóa học. Trong phòng thí nghiệm hóa học có rất nhiều thuốc thử, bột phấn, chỉ cần liều lượng rất nhỏ đã có thể chết người hoặc tàn phế. Nhìn thấy Ngô Linh Lị bị dọa thành như vậy, Tô Vân bật cười ha ha ha, cô ta vỗ mặt Ngô Linh Lị, yên tâm, mấy thứ này sẽ không hại chết người, chỉ làm làn da người ta trở nên cực kỳ tệ, chỉ cần Hà Loan Loan trở nên xấu xí thì giao nhược sẽ vui vẻ. Mục đích ăn phận học tập mà cô muốn cũng sẽ được thực hiện đơn giản như vậy đấy ngô linh lị không nói gì mím môi thật chặt buổi biểu diễn ở quân khu một đám người mặc đồng phục màu xanh lục ngồi ở dưới sân khấu mỗi người đều oai vệ nghiêm túc khí chất lỗi lạc khác hẳn người thường triệu giao nhược múa bài múa thanh xuân rào rạt ở trên sân khấu vòng eo cô ta tinh tế dáng múa uyển chuyển là một đám trai thẳng xem không rời được mắt nhưng triệu giao nhược nhìn xuống dưới sân khấu liếc mắt một cái đã trông thấy chàng trai trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh hạ kính đình đẹp trai sáng sủa, tuấn tú vô song, tựa trăng sáng trên cao, như núi tuyết lạnh giá. Tuy rằng anh cực kỳ đẹp nhưng khí chất trên người tuyệt đối không vì đẹp mà làm trái với thần thái của quân. Nhân, thậm chí, anh trông càng lạnh lùng, uy vũ, trời sinh đã có phong phạm của tướng lĩnh hơn hẳn người khác. Chẳng trách cha nói anh là người được chọn làm con rể duy nhất có thể trợ giúp nhà họ triệu bọn họ duy trì sự vinh quang chăm. Nam, hiện giờ nhà họ triệu có địa vị cao, nhưng con trai lại không xuất sắc như cố dục hàn. Thật ra ngay cả nhà họ Hạ cũng không có đứa con trai như vậy, cho nên Hạ Kính Đình mới cố hết sức bồi dưỡng cháu ngoại của mình, dù sao thì thanh niên ưu tú xuất sắc giống như Cố Dục Hàn thật sự là trăm giảm mới tìm được một. Lúc trước, có người muốn ra tay với Cố Dục Hàn lại vô tình hại Cố Viêm Lâm. Mấy năm nay, không biết có bao nhiêu người âm thầm xuống tay đối với Cố Dục Hàn. Tương lai, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Cố Dục Hàn sẽ trở thành long phượng giữa loài người trong bốn dòng họ lớn ở kinh thành chỉ có hạ kính đình bồi dưỡng ra được một người xuất sắc như cố dục hàn hôm nay là lần đầu tiên triệu giao nhược gặp anh từ ánh mắt đầu tiên đã quyết định nghe theo lời cha nói đáng tiếc cô ta rõ ràng phát hiện cố dục hàn không giống với những người đàn ông khác dưới sân khấu rõ ràng trong con người của anh không có loại cảm xúc kinh ngạc vì diễm lệ này thậm chí có khi còn cụp mắt xuống không nhìn cô dù cho triệu giao nhược dùng hết kỹ năng trên người khiến những người khác say mê vỗ tay như sấm Cố Dục Hàn lại chỉ cúi đầu xem đồng hồ đeo tay có vẻ không được kiên nhẫn. Cô ta càng không nhận thua, cả người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 392 của tác phẩm Trọng Sinh trở lại. Cướp lại gia tài, buổi biểu diễn vừa kết thúc, Cố Dục Hàn liền chào Hạ Kính Đình, "Cậu ơi, hôm nay Loan Loan tan học về nhà, cháu phải đi trước đây à?" Hạ Kính Đình hừ cười một tiếng, vỗ bờ vai của anh rồi sau đó mới nói, hôm nay về nhà cháu hay là nhà mẹ đẻ của con bé. Buổi tối mẹ cháu bảo cậu sang ăn cơm, chuẩn bị món ngon gì sao? Cố Dục Hàn lập tức hiểu được, chỉ sợ là hôm nay Loan Loan và mẹ anh đã thương lượng sẽ mời cậu ăn cơm. Cháu cũng không biết là chuẩn bị món ngon gì, cậu đi thì sẽ biết thôi à? Hạ Kính Đình cười, được, chúa đi về trước đi, cậu còn phải mở cuộc họp. Ai ngờ bên ngoài bỗng nhiên thay đổi thời tiết, Cố Dục Hàn ngồi trên xe, trong lòng có chút sốt ruột không biết lúc loan loan tan học có mưa không, đến kinh đại trước, đón vợ tôi rồi lại trở về. Tài xế tiểu chu nhanh chóng đồng ý, nhưng xe mới lái đi thì bỗng nhiên một cô gái trẻ mặc sườn xám vẫy tay ở bên đường. Làm phiền dừng lại, cố dục hàn híp mắt, tiểu chu cả kinh, đoàn trưởng cố, kia hình như là cô gái múa ở trên sân khấu hôm nay. Nghe nói là con gái nhà tướng quân triệu đấy, nghĩ đến tướng quân triệu, cố dục hàn trần trừ một lúc rồi bảo ngừng xe lại. Triệu giao nhược mau chóng lên xe cô ta mắc mưa, cả người nhu nhược đáng thương như đóa hoa đinh hương bị nước mưa làm ướt nhẹp. Xin lỗi, không quen biết mà tôi lại cản xe của các anh. Thật sự là do hôm nay sinh nhật mẹ tôi, muốn trở về sớm một chút. Các anh có thể đưa tôi ra con đường bên ngoài quân khu rồi tôi lại nghĩ cách về nhà không? Giọng nói của cô ta mềm mại duyên dáng như con thỏ trắng vô tội. Cố Dục Hàn nhìn cô ta một cái, cầm lấy một tấm thảm ở bên cạnh cho cô ta. Triệu Giao Nhược nhận lấy thảm, khóe môi nở nụ cười dịu dàng cảm ơn anh, nhưng ngay sau đó, cố dục hàn lại dặn dò, tiểu chu, lái trở về rồi thả tôi xuống, tôi ngồi một chiếc xe khác, cố dục hàn dứt khoát lưu loát xuống xe, dầm mưa đi vài bước, tìm được một chiếc xe khác rồi mau chóng lên xe, ánh mắt triệu giao nhược nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xe, cô ta nhẹ nhặt chớp chớp mắt, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát, chàng trai này thật sự là không giống với người khác, nhưng nhà họ triệu cần anh. Lúc cố dục Hàn tới trường học, Hà Loan Loan đã đi rồi anh liền bảo tài xế quay đầu về nhà họ cố, chờ khi vừa bước vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn. Hạ quân vui dạo rực nói, hôm nay loan loan hầm củ cải muối với thịt dê, ôi chào vừa ngửi đã biết là ngon rồi, bữa cơm này rất ngon miệng, tuy rằng người cậu hạ kính đình tới hơi muộn, nhưng người một nhà ở bên nhau, ăn uống vô cùng náo nhiệt, cố giúp Hàn còn cùng cậu uống chút rượu, chờ Hà loan loan tắm rửa xong, anh đã nói chuyện xong với cậu rồi lên lầu, đuôi mắt chàng trai mang theo màu hồng nhạt, Xiết chặt vòng eo của cô, "Loan Loan, Hà Loan Loan đỡ lấy anh, uống không ít nha." Anh cười, tay đeo thứ gì lên trên cổ cô như làm ảo thuật vậy. Hà Loan Loan mặc váy ngủ tơ lụa màu trắng, cảm thấy trên cổ chợt lạnh, cúi đầu nhìn liền phát hiện là một chiếc vòng cổ, chỉ cần khẽ động đậy liền lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng là kim cương, cô có chút kinh ngạc, "Sao anh lại mua cái này, đắt lắm đúng không?" Cố Dục Hàn cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa vén váy của cô lên. Không đắt, tiền của anh là để cho em tiêu mà. Mộ răng gì đó kia tặng chân châu gì đó khiến trong lòng anh có chút khó chịu. Nhưng anh có thể tặng thứ càng đắt hơn. Khẳng định vợ anh sẽ càng thích đồ anh tặng. Hà Loan Loan rất thích. Thích tới mức buổi tối hôm đó mặc cho anh lăn lộn hơn 2 giờ. Ăn uống no đủ, cô dựa vào trong lòng anh. Còn đang thưởng thức chiếc vòng cổ kim cương kia. Cô không phải người cực kỳ mê hàng xa xỉ. Nhưng đồ cố dục hàn tặng làm cô rất thích. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 393 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại. Cướp lại gia tài, rốt cuộc anh lấy đâu ra tiền thế? Mẹ em cho anh tiền à?" Thấy Hà Loan Loan hỏi, Cố Dục Hàn không giấu giếm cô, "Em giỏi kiếm tiền như vậy, khẳng định anh phải nghĩ cách cũng kiếm ít tiền, không thể chỉ trông cậy vào một mình em kiếm tiền được." Khoảng thời gian trước, anh mượn một khoản tiền vốn từ chỗ mẹ, đầu tư vào cửa hàng của bạn, lợi nhuận mỗi tháng cũng khá ổn. Số tiền đầu tiên đã mua chiếc vòng cổ kim cương này. Hà Loan Loan biết Cố Dục Hàn thông minh, rất nhiều chuyện là anh không muốn làm, chỉ cần anh muốn làm thì đều lợi hại hơn so với bất cứ ai khác. Cho dù anh không làm lính nữa mà đi kinh doanh cũng chắc chắn là một tay cờ khôi. "Chồng ơi, anh thật lợi hại, vậy kế tiếp anh có tính toán gì không?" Cố Dục Hàn được khen thì rất hưởng thụ, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói, "Đi làm là chủ yếu, bên cạnh đó dùng tiền trong tay đầu tư một ít." sự nghiệp của em hô mưa gọi gió, anh cũng không thể kéo chân sau của em được. Mặt khác chuyện của cố viêm lâm còn chưa giải quyết, anh không thể chỉ lo sự nghiệp của mình mà cũng phải suy xét đến việc sản nghiệp trong tay hạ quân và cố trường nghiệp có người tiếp. Nhận, Hà Loan Loan đang muốn lấy thân phận người từng trải nhắc nhở anh. Ai ngờ cố dục hàn lại nói thẳng, vợ ơi, nếu anh đoán không sai thì có phải tương lai ngành bất động sản sẽ phát sinh thay đổi rất lớn không? Điều này làm Hà Loan Loan giật mình, suýt chút nữa ngồi bật dậy. Làm sao anh biết được? Cố Dục Hàn cười thờ ơ, chuyện này cũng không có gì hiếm lạ cả, xã hội phát triển sẽ có dấu vết để lại, các quốc gia phát triển trên toàn thế giới đều để lại dấu vết. Xem báo chí nhiều nghiên cứu tình hình thì sẽ có phán đoán đại khái đối với sự phát triển của kinh tế, anh quyết định sẽ phát triển sản nghiệp của nhà họ Cố theo hướng bất động sản. Thế thì không còn gì tốt hơn. Hà Loan Loan càng thêm bội phục Cố Dục Hàn, hai người ôm nhau trên giường trò chuyện về sự phát triển của kinh tế từ hiện tại đến tương lai cho tới nửa đêm. Lúc này mới lưu luyến đi ngủ, buổi tối thứ bảy về nhà mẹ đẻ, Hà Loan Loan bắt mạch kiểm tra tình hình cơ thể hiện tại cho Lý Quốc Trấn. Lý Quốc Trấn cười ha ha, từ khi con trở về, cơ thể của cha càng ngày càng tốt lên. Con gái à, con yên tâm đi, cha con còn phải chờ ôm cháu trai nữa. Lời này khiến Hà Loan Loan có chút ngượng ngùng. Cha ơi, vậy con sẽ tranh thủ để cha sớm ngày bế được cháu trai. Chú ba ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cha con hai người, cười ha hả thì bỗng dưng nhớ tới Đan Thanh. Trước kia Đan Thanh cũng rất tốt, không biết vì sao tới kinh thị rồi thì lại dần dần thay đổi. Chú ba lý vây vẻ trên mặt, trong lòng cũng vẫn có chút khó chịu, từ sau khi Đan Thanh đến trường học thì không còn tin tức nữa. Buổi chiều, chú ba lý điệp bảo mẫu đẩy xe lăn đi ra ngoài tản bộ. Đi trong chốc lát, bỗng nhiên liền trông thấy bóng dáng của Lý Đan Thanh, ông ấy mừng rỡ nói: "Đan Thanh, Lý Đan Thanh mang sắc mặt tối tăm." nhìn thoáng qua bảo mẫu bên cạnh, chú ba lý nhanh chóng bảo bảo mẫu tránh đi trước, ông ấy lo lắng nhìn đan thanh, đan thanh, con đi mà thật sự không trở lại thăm cha sao, lúc trước chuyện con làm sai, lý đan thanh che tay lại, đừng nhắc đến lúc trước với con, sao bác hai có thể để con gái bác ấy sống cuộc sống tốt đẹp như vậy mà cha thì lại không thể, cha chỉ có thể ở trên xe lăn, cả đời đều ở trên xe lăn, con bị đuổi ra ngoài, cha thì ở căn nhà kiểu Tây An lành, cha không thấy trột dạ sao chú ba Lý ngây ngẩn cả người, Lý Đan Thanh rưng rưng nước mắt, cha có biết mấy ngày nay con sống như thế nào không? Người ta đều cười nhạo con như thế nào, mỗi người đều có thể dẫm con một cú, trên người con căn bản không có tiền để tiêu. Hiện tại trường học bao ăn bao ở nhưng cô ta muốn mua ít đồ đắt một chút thì không có cách nào làm. Được, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 394 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, chú ba lý cuống quýt móc ví tiền ra. Đan Thanh còn đừng nóng giận, chỗ này của cha có chút tiền. Lý Đan Thanh nhận lấy mở ra nhìn, 80, 80 đủ làm gì chứ? Chú ba Lý mấp máy môi, cha, cha, hiện tại ông ấy không có năng lực kiếm tiền, ăn ở đều là dựa vào anh hai. Anh hai cho ông ấy tiền nhưng ông ấy không nhận, đây đều là tiền anh hai cố đưa cho ông ấy giữ dùng để phòng thân. 80 đồng, thật sự không đủ dùng sao? Ông ấy từng hỏi thăm, sinh hoạt phí một tháng của sinh viên bình thường chừng 10 đồng đã đủ lắm rồi bởi vì trong trường học còn có trợ cấp, nhưng Lý Đan Thanh cầm tiền, khinh bỉ nhìn ông ấy, vì sao người như cha còn sinh con cái, nói xong, cô ta trực tiếp bỏ đi, chú ba Lý há miệng thở phì phò tại chỗ, liều mạng đờ, ớ, ờ, em lên hai chân mình, còn Lý Đan Thanh cầm tiền chạy đi rất xa, nước mắt cô ta rơi xuống lã trá, 80 đồng còn chưa đủ tiền mua một cái váy trước kia của cô ta, nhưng hiện tại cô ta lại chỉ có thể lấy được 80 đồng này dựa vào đâu mà con người sinh ra lại khác nhau nhiều như vậy chút chán ghét ban đầu đối hà loan loan trong lòng cô ta biến thành hận thù hận không thể thay thế lý đan thanh túm chặt lấy dây đeo ba lô đi không có mục đích ở trên phố bỗng nhiên cô ta nhìn thấy một tiệm bánh kem đẹp đẽ trên đường có thể trông thấy rõ ràng qua lớp kính bên trong có một đôi nam nữ đang ngồi uống cà phê hiện tại uống cà phê vẫn là chuyện rất mới lạ không ít thanh niên có điều kiện tốt đều thích nếm thử hôm nay cố dục hàn được nghỉ ngơi anh liền dẫn hà loan loan ra ngoài định bụng thử cuộc hẹn hò giữa vợ chồng son dù sao thì trước kia lúc ở tây lâm không có gì cả chỉ có thể đi ra ngoài ngắm hoa ngắm cỏ ngắm không chung hiện tại anh có thể cùng cô đi dạo phố có thể dẫn cô ăn bánh kem ngọt ngào uống cà phê vịnh hành mới nhất dẫn cô đi xem phim điện ảnh dạo hiệu sách đi chèo thuyền quá nhiều chuyện hay ho trước kia anh không cảm thấy hứng thú nhưng hiện tại đều muốn làm cùng cô ở thời đại này có một loại bánh kem hình lãng hoa kiểu cũ rất đẹp. Hương vị không tồi, Cố Dục Hàn chọn ba loại cho Hà Loan Loan, mỗi người gọi một ly cà phê, hai người liền ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê ăn bánh kem, vừa nói chuyện phiếm, Lý Đan Thanh nhìn trong chốc lát rồi âm thầm trốn đi. Cô nhận ra xe của Cố Dục Hàn, hôm nay Cố Dục Hàn tự mình lái xe ra ngoài, bánh kem khẳng định rất ngon, cà phê cũng rất ngon, nhưng nếu trên đường trở về xảy ra chuyện thì Hà Loan Loan còn cười được sao? Lý Đàn Thanh thấp thỏm đi về hướng chiếc xe kia, mùi vị của bánh kem trong cửa hàng này thật sự không tồi. Đặc biệt là bánh kem hạt rẻ có hương vị nồng đậm. Hà Loan Loan ăn thấy cực kỳ thỏa mãn, cố dục Hàn không cảm thấy quá hứng thú đối với đồ ngọt. Nhưng anh nhìn thấy người mình thích hưởng thụ món ngon, phát hiện đó cũng là một loại hạnh phúc. Đi thôi, anh dẫn em đi nếm thử ăn vặt trên đường Đông Quan. Nghe nói đậu phụ bên đó rất ngon, cố dục Hàn vươn tay, Hà Loan Loan yên tâm giao tay cho anh. Nhưng đang định ra cửa khỏi tiệm liền quay đầu lại, "Em mua một phần bánh kem nữa." Cố Dục Hàn không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo Hà Loan Loan, anh không ngờ sau khi Hà Loan Loan mua bánh kem lại đi tới cửa đưa cho một cô bé ở bên đường. Cô bé và mẹ cùng nhau ngồi ở ven đường ăn xin. Quần áo tả tơi, người phụ nữ ước chừng hơn 30 tuổi, nhìn vẻ mặt có vẻ đang đau ốm. Hà Loan Loan đưa bánh kem cho cô bé. Cô bé kia cũng mới 4 năm tuổi, vui vẻ bắt đầu ăn trên mặt người phụ nữ là nụ cười tái nhợt, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 395 của tác phẩm Trọng Sinh Trở Lại." Cướp lại gia tài, Hà Loan Loan nắm lấy tay cô ấy, ngón tay dò xét mạch đập của cô ấy, "Khí huyết không đủ, không phải bệnh nặng gì hết, do suy dinh dưỡng mà thành, cô cầm số tiền này đi mua ít đồ ăn, bổ sung dinh dưỡng cho chị và đứa bé đi." Nói rồi, cô móc ra một ít tiền từ trong túi đặt lên trên tay người phụ nữ người phụ nữ kia vô cùng kích động, vội vàng muốn dập đầu. Hà Loan Loan nhanh chóng giữ chặt cô ấy, không cần khách sáo như vậy, nuôi lớn đứa bé cho tốt nhé. Cô nói rồi đứng lên, muốn cùng cố dục Hàn đi về hướng ô tô. Ai ngờ người phụ nữ giữ chặt cô lại, xe, xe, có vấn đề, vừa nãy có người động vào xe của hai người. Vốn dĩ cô ấy đã thấy, cũng không tính nói ra, thói đời này, bọn họ đã đủ đáng thương rồi, làm gì còn lòng dạ nào đi giúp những người khác chứ nhưng cô ấy không ngờ Hà Loan Loan sẽ thiện lương như vậy. Mua bánh kem cho con gái cô ấy, còn cho cô ấy tiền. Người phụ nữ không chút do dự nói cho Hà Loan Loan chuyện chiếc xe đã bị người ta động tay động. Chân, cô ấy kích động đứng ở trước mặt Hà Loan Loan, ra sức mô tả, một cô gái trẻ nhìn lớn hơn cô, tóc dài thế này, mặt thì tròn, phía dưới mắt có một nốt ruồi, cô ta đã chọc lốp xe, còn, cố dục hàn nhanh chóng đi kiểm tra xe, vừa kiểm tra liền phát hiện ô tô thật sự bị động tay động chân. Nếu như hai người bọn họ cứ vậy mà lái đi thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hà Loan Loan nghe xong lời miêu tả của người phụ nữ, mau chóng đoán ra một người. Cô và Cố Dục Hàn cùng nhau tìm một vòng ở quanh xe. Chẳng bao lâu, Cố Dục Hàn đã tìm được một chiếc kẹp tóc màu đen mà Lý Đan Thanh làm rơi. Hai người trực tiếp báo cảnh sát, có người phụ nữ ăn xin kia làm chứng, còn có chứng cứ là cái kẹp tóc này, Lý Đan Thanh muốn chạy cũng không có cửa còn lý đan thanh sau khi động tay động chân với ô tô thì trở lại trong trường học với tâm trạng rất tốt cô ta vui vẻ đi mua một phần sủi tảo nhân thịt heo nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết cho dù lý quốc trấn yêu thương hà loan loan hơn nữa chỉ cần hà loan loan xảy ra chuyện thì cô ta chính là đứa con cháu mà lý quốc trấn có thể trông cậy vào nhất mãi đến khi công an tới trường học trực tiếp tìm đến phòng ngủ lý đan thanh đúng không cô đã tham gia vào vụ án cố ý mưu sát lý đan thanh sợ tới mức suýt chút nữa rơi xuống Tôi, tôi không có, tôi vẫn luôn ở trong ký túc xá không đi ra ngoài. Tìm thấy tóc của cô, kẹp tóc cô làm rơi ở hiện trường. Bên đó có một dấu chân của cô trên vệt nước. Ven đường có người ăn xin đã từng tận mắt nhìn thấy cô động vào xe của cố dục hàn. Lúc ấy khi Lý Đan Thanh ra tay cho rằng không một kẽ hở. Không ngờ lại có nhiều chứng cứ như vậy. Cô ta đấu tranh một cách mơ màng hồ đồ nhưng vẫn bị mang đi. Tới cục công an, cô ta muốn rào biện quả thực là điều không thể. Rất mau, lý đan thanh chỉ có thể khóc lóc nhận tội cô ta liêu mạng giải thích tôi chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi tôi không muốn g y ngắn ế xê bọn họ nhưng loại hành vi này không phải mưu sát thì là cái gì chứ cho dù không tạo thành tổn thương thực chất nhưng hành vi của cô ta cũng đã cấu thành phạm tội rất mau chuyện này cũng bị lý quốc chấn và chú ba lý biết được hai người cũng rất bất ngờ không ngờ lý đan thanh lại làm ra chuyện thế này chú ba lý yêu cầu gặp lý đan thanh ai ngờ lý đan thanh bất chấp tất cả ông cho rằng ông là thứ tốt lành gì chứ nếu không phải ông vô năng ông là kẻ bỏ đi thì sao tôi lại bị ép đến mức này phải tôi đã đi giáo huấn bọn họ đấy thế vì sao tôi lại đi giáo huấn bọn họ còn không phải do tôi bị đuổi ra ngoài mất hết mặt mũi ư được hiện tại tôi sắp ngồi tù rồi ông đã vui chưa các người đều thấy vui chưa cô ta lúc thì điên cuồng khóc lớn lúc thì cười ha ha cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 396 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, chú ba Lý ngơ ngẩn nhìn cô ta, bỗng nhiên phun ra một ngụm m. Á, à, u tươi, ông ấy sụi lơ ở trên xe lăn, trong thanh âm cũng mang theo sự tuyệt vọng. Đan Thanh, cha xin lỗi con, Lý Đan Thanh mang còng tay, tận mắt nhìn thấy đầu cha cô ta gục xuống, đang sống sờ sờ mà tức chết ở trên xe lăn. Người cha tuy bị liệt nhưng lại cố hết sức cho cô ta hết thảy những gì tốt nhất. Trước khi chưa tới kinh thị, quan hệ giữa bọn họ đã rất tốt, cha bị liệt rồi nhưng vẫn nuôi sống cô ta, cung cấp cho cô ta đi học dựa vào việc sửa giày sửa xe đạp. Tại sao lại như vậy chứ? Vì sao sau khi cha con Lý Quốc Trấn xuất hiện lại trở thành như vậy? Lý Đan Thanh gào giống lên, cha, nhưng cô ta đã không còn cha nữa. tang lễ của chú Ba Lý được tổ chức mau chóng, chớp mắt một cái Lý Quốc Trấn như già đi ba tuổi. Ông ấy vô cùng ái náy kéo tay Hà Loan Loan, trong mắt lấp lánh ánh lệ, Loan Loan, cha có lỗi với chú ba của con hà loan loan đã hiểu ý của cha nhưng cô không thể thật sự tha thứ được cha người hại chết chú ba chính là lý đan thanh nếu không tiến hành xử phạt hành vi của cô ta cô ta sẽ vĩnh viễn không cảm thấy mình sai lầm sau này sẽ phạm phải càng nhiều sai lầm hơn lý quốc trấn trở nên trầm mặc lúc ông ấy đối mặt với tình thân thì không biết nên làm thế nào mới tốt em ba đi rồi chỉ muốn hỏi di nguyện của em ba thật sự sẽ muốn tận mắt nhìn thấy đan thanh ngồi tù sao nhưng lý quốc trấn càng hiểu rõ tư tưởng của đan thanh đã xuất hiện vấn đề rất lớn muốn kéo đan thanh về con đường đúng đắn cũng là một chuyện bức thiết ông ấy tự mình đi thăm lý đan thanh đan thanh bác hai biết lần trước đã quá nghiêm khắc đối với cháu hiện tại cha cháu đã đi rồi cháu nghiêm túc cải tạo chờ cháu ra ngoài bác sẽ đưa cháu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu cả đời của cháu còn rất dài cháu hãy đồng ý với bác hai sau này nhất định làm người tử tế được không Lý Đan Thanh nhìn người bên ngoài hàng rào, khóe miệng cô ta lộ ra một nụ cười khinh thường, không nói một lời mà xoay người bỏ đi. Cô ta bảo đảm, cô ta cũng sẽ khiến kẻ làm Lý Đan Thanh cô ta còn trẻ đã mất cha này nếm thử nỗi đau cốt nhục chia. Lìa, Lý Đan Thanh như vậy, Lý Quốc Trấn cũng không có cách nào khác, chỉ là trong lòng canh cánh chuyện này nên cả người lại gầy ốm đi. Mây ngày liền Hà Loan Loan đều không ở lại trường học. Vừa tan học liền nhanh chóng về nhà, chính là sợ cơ thể Lý Quốc Trấn sinh ra bệnh tật. Lý Quốc Trấn trầm mặc vài ngày, rốt cuộc mở miệng, "Loan Loan, cha hy vọng con và Đan Thanh hòa giải, để con bé ra ngoài rồi sau đó cha sẽ lập tức đưa con bé ra nước ngoài, để cả đời này con bé đều không trở lại, coi như cha bồi thường cho chú ba của con, được không?" Thật ra Hà Loan Loan rất hiểu sự dối rắm của Lý Quốc Trấn. Từ đầu đến cuối ông ấy đều là một người dễ mềm lòng, đặc biệt là giữa người thân có chứa tình cảm ràng buộc rất sâu. Tình cảm giữa anh em Lý Quốc Trấn rất tốt hiện giờ chú ba Lý qua đời, trong lòng Lý Quốc Trấn cứ ấy náy mãi, cho nên cũng có một chút thương xót đối Lý Đan Thanh. Hà Loan Loan càng hiểu rõ, mình không thể ở bên cạnh nó suốt 24 giờ. Cô cần làm Lý Quốc Trấn hiểu ra có người mang bản chất tham lam ác độc, không thể cứu chữa, ví dụ như Lý Đan Thanh, chú ba Lý vẫn luôn cho rằng, Lý Đan Thanh tới kinh thị mới đồi bại, thật ra không phải, ác ý là trời sinh, chỉ là khi gặp được sự hấp dẫn rất lớn sẽ nhanh chóng kích phát ra ác ý. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 397 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, thấy Lý Quốc Trấn dối rắm Hà Loan Loan liền nói. Cha, nếu cha cảm thấy không đành lòng để chị ta cứ như vậy mà ngồi tù thì hay là trước mắt xưa thả chị ta. Ra, chờ một thời gian sắp xếp cho chị ra ra nước ngoài. Lý Quốc Trấn lại cảm thấy hổ thẹn với Hà Loan Loan. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Loan Loan, là cha có lỗi với con chờ sau khi con bé ra ngoài, cha sẽ lập tức để người ta sắp xếp đưa con bé ra nước ngoài. Ông ấy nói xong lại có chút hối hận, nhưng ngẫm lại Lý Đan Thanh sẽ mau chóng ra nước ngoài. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Buổi tối hôm ấy, Lý Quốc Trấn viết một phần di chúc, bên trên viết danh mạch, nếu như một ngày nào đó ông ấy không còn nữa. Tất cả tài sản trên danh nghĩa đều để lại cho một mình Hà Loan Loan. Mặt khác, chuyện này làm ông ấy cảm nhận được Hà Loan Loan cũng không an toàn. Bên cạnh cần phải bố trí hai vệ sĩ, Lý Quốc Trấn mau chóng tìm người thuê hai anh lính xuất ngũ. Thân thủ đều rất tốt, nhưng không cần đi theo mọi lúc mà chỉ đi theo từ xa khi Hà Loan Loan đi ra ngoài làm việc để phòng bất. Chắc, Hà Loan Loan cũng không từ chối. Cô hiểu rõ, với tính cách của Lý Đan Thanh sẽ không chịu thôi như vậy. Đối với Lý Đan Thanh mà nói, đến nơi trời xa đất lạ ở nước ngoài không gọi là hưởng thụ mà là ngược đãi. Chuyện nộp tiền bảo lãnh cho Lý Đan Thanh là do Lý Quốc Trấn đi xử lý. Hà Loan Loan về ở trong ký túc xá, cô phát hiện hình như Ngô Linh Lị không được thoải mái cho lắm. Hỏi vài câu thì Tô Vân ở bên cạnh cười nói, hôm nay cô ta bị cảm cô không trở về ký túc xá ở nên không biết, là tôi cùng cô ta đến trung tâm y tế khám đấy. Ngô Linh Lị miễn cưỡng gật đầu, Hà Loan Loan liền muốn bắt mạch cho cô ấy, nhưng Ngô Linh Lị rụt tay lại, tôi muốn ngủ một lát, Loan Loan, cô cứ bận chuyện của mình đi. Hà Loan Loan nhìn, Ngô Linh Lị bò lên trên giường nhanh chóng đi ngủ, mà bài thi trên bàn của Ngô Linh Lị vẫn trống không. Hà Loan Loan muốn lo chuyện của đại sư thương tế nên chưa kịp hỏi nhiều hơn. Dặn dò Ngô Linh Lị chú ý thân thể rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cô mới đi, Tô Vân liền đi đến mép giường của Ngô Linh Lị, ôm cánh tay cười nói, cô có cốt cách đấy chứ, thà chính mình chịu đựng. Được thôi, dù sao thứ này, cô không chịu bỏ vào ấm nước của Hà Loan Loan thì cô tự bỏ vào ấm nước của mình đi. Cũng có phải là tôi bỏ đâu, là chính cô tự ngược đãi mình bỏ vào mà, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Ngô Linh Lị cắn chăn kêu, không nói gì cả, đôi mắt đỏ bừng, cô từng thử đi tìm giáo viên, nói có người hạ độc cô ấy. Giáo viên tìm Tô Vân hỏi thăm, Tô Vân tỏ vẻ mặt vô tội khẳng định Ngô Linh Lị có vấn đề về tinh thần. Còn bảo Triệu Giao Nhược làm chứng, Triệu Giao Nhược tất nhiên sẽ không có thời gian rảnh rỗi nói thay cho Ngô Linh Lị. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, Ngô Linh Lị biết chồng của Hà Loan Loan là quan chức trong quân đội, nhưng mà hình như nhà họ Triệu còn lợi hại hơn cô ấy do dự thật lâu, không mở miệng nói với Hà Loan Loan, hoặc là cô ấy không đi học nữa, nhưng mà không đi học thì cô ấy có thể làm gì được. Cô ấy dựa vào đâu mà không đi học chứ? Ngô Linh Lị nhắm hai mắt không nói lời nào. Tô Vân đá ghế, hỏi cô đấy, đồ ti tiện, rốt cuộc cô có dám đổ vật kia vào trong ấm nước của Hà Loan Loan không? Hôm nay chắc cô ta sẽ về phòng ngủ đấy. Cả người Ngô Linh Lị phát run, bên cạnh, triệu giao nhược đang thoa kem dưỡng lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp khẽ cau mày. Tô Vân, cậu nhẹ thôi, Tô Vân cười, giao nhược, cậu xem cô ta kia, không biết còn tưởng có ai bắt nạt cô ta đấy, là cô ta tự mình lựa chọn uống thứ nước kia, có phải tới ép cô ta đâu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 398 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại ra tài, nói rồi cô ta lại rót một ly nước trong vích nước nóng của Ngô Linh Lị. Đứng ở mép giường của Ngô Linh Lị, đứng dậy, uống nước này đi ngô linh Lỉ còn chưa nói gì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người ta đá văng ra hà loan loan vừa mới giả vờ đi ra ngoài hôm nay cô vừa trở về liền phát hiện bầu không khí trong phòng ngủ kỳ lạ cho nên ra khỏi cửa phòng ngủ không đi ngay mà đứng ở cửa nghe trong chốc lát quả nhiên nghe được chuyện rúng động lòng người như vậy trong tay tô vân còn bưng một chén nước thấy hà loan loan bỗng nhiên quay đầu lại vào cửa cô ta sửng sốt không biết nên nói cái gì triệu giao nhược cũng có chút bất ngờ buông chiếc gương trong tay xuống ngô linh lị thì khó nhọc hô một tiếng loan loan hà loan loan đi qua đoạt lấy cái ly trong tay tô vân bóp miệng tô vân trực tiếp rót vào miệng cô ta á à, khụ 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 tô vân bị ấn ở trên tủ nước bị bỏ thuốc thử hóa học rót vào trong miệng cô ta cô hoảng sợ giấy ruộng đánh đờ ớ em mờ hà loan loan triệu giao nhược cũng không dự đoán được hà loan loan sẽ phản ứng lớn như vậy từ từ đứng lên thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp thay đổi hà loan loan cô làm gì đấy Cô buông cậu ấy ra, bọn họ đều không cố ý đi hỏi thăm gia thế của Hà Loan Loan. Chỉ biết cha của Hà Loan Loan hình như một giáo sư rất lợi hại. Nhưng một kẻ làm nghiên cứu chống lại được với nhà họ Triệu ba đời làm chính trị bọn họ sao? Tôi nói, cô buông tay, giọng nói của Triệu Dao nhược lạnh như băng. Hà Loan Loan buông lỏng tay ra rồi lại rót một ly nước. Rót liền hai ly cho Tô Vân, Ngô Linh Lỉ nắm lấy lan can cửa sổ, nhìn từng hành động của Hà Loan Loan, cô ấy chảy nước mắt bỗng nhiên vô cùng chán ghét sự yếu đuối của chính mình tô vân sợ hãi cô ta uống hai ly nước bỏ thuốc thứ kia tổn hại rất lớn đối với thân thể khẳng định cô ta sẽ không thoải mái hà loan loan cô đang mưu sát đấy hà loan loan bật cười thật không khuyên cô uống nước chính là mưu sát ư ừ. vậy cô ép ngô linh lị nước uống thì sao vốn dĩ là định cho tôi uống à tôi và cô có thù hận gì mà khiến cô hận tôi như vậy bọn họ mới khai giảng được bao lâu không đến hai tháng thậm chí số lần Hà Loan Loan trở về cũng không nhiều. Trước 10 giờ các cô khẳng định sẽ kết thúc việc làm bài tập, sau lại chọc tới Tô Vân và Triệu Giao Nhược. Tô Vân móc cổ họng của mình, liều mạng nôn ra, Triệu Giao Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Loan Loan một cái. Quả thật, thời gian bọn họ quen biết cũng không lâu, nhưng cô ta không thích Hà Loan Loan. Tô Vân nhìn ra tâm trạng của cô ta, ra tay thay cô ta cho nên cô ta sẽ không để Tô Vân xảy ra chuyện. Triệu Giao Nhược đi lên đưa một tờ giấy vệ sinh cho Tô Vân. Giọng nói lạnh lẽo, Hà Loan Loan, Tô Vân không hiểu chuyện, cô cũng đã báo thù rồi, chuyện này bỏ đi đi, Hà Loan Loan đỡ ngô linh lị xuống giường, trực tiếp bác bỏ, thế này đã xong rồi, cô nằm mơ, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát, nghe được Hà Loan Loan nói như vậy, Triệu Giao Nhược cười, Tô Vân cũng cảm thấy lời này cực kỳ buồn cười, Phó Hiệu trưởng Trường Học là chú ruột của Triệu Giao Nhược, Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh thị là dưỡng của Triệu Giao Nhược, báo cảnh sát ư là đi bảo người nhà của triệu giao nhược tát triệu giao nhược một cái sau tô vân lau miệng hung tợn nhìn hà loan loan vậy báo cảnh sát đi xem cảnh sát sẽ nói như thế nào cô đã sớm hỏi thăm triệu giao nhược từ nhỏ chính là nhân vật vẻ vang nhất lớp không ai dám chọc nếu như cô ta thấy ai ngứa mắt kẻ bên dưới sẽ tự động ép người ta uống một ít nước có bỏ thuốc nhà họ triệu từng hại chết không biết bao nhiêu người vậy thì đã sao chứ cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 399 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, Hà Loan Loan mau chóng liên hệ người phụ trách trong trường học. Ban đầu đối phương rất tức giận, sao trong trường học lại có chuyện như vậy? Độc ác quá, nhưng chờ khi nhìn thấy là chuyện liên quan đến triệu giao nhược. Thái độ lập tức thay đổi, quay đầu nói với Hà Loan Loan, các em đều ở trong cùng một phòng ngủ, nên nhường nhịn nhau, sao lại có người hạ độc được chứ? Chắc đều là hiểu lầm thôi nhỉ. Hà Loan Loan nhanh chóng hiểu ra, chỉ sợ là do ngồi trong trường học biết gia cảnh của triệu giao nhược sau đó cô báo công an nhưng công an chịu trách nhiệm tới kiểm chứng vừa nhìn thấy triệu giao nhược thì lập tức cung kính nói cô triệu cô đi ở đây ư lần trước cục trưởng còn nhắc tới cô triệu giao nhược nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hà loan loan một cái thản nhiên nói không có chuyện gì thì đừng làm chậm trễ việc học tập của chúng tôi công an kia nhìn cô ta với vẻ có lỗi sau đó quay đầu nhìn hà loan loan cô vừa mới nói cái gì phòng ngủ có người hạ độc Sao lại thế chứ? Toàn bộ ký túc xá đều đắm chìm ở trong bầu không khí kỳ dị. Bấy giờ Ngô Linh Lị đã hoàn toàn hiểu ra, cô ấy và Hà Loan Loan căn bản không thể trêu vào những người này. "Loan Loan, là cô hiểu lầm thôi, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là tôi tự mình làm sai." Ngô Linh Lị vừa muốn giải thích. Hà Loan Loan đã nói thẳng, "Thật không? Mạch tượng của Ngô Linh Lị cùng với sắc mặt kỳ lạ rõ ràng, gan của cô ấy đã bị tổn hại, nếu không tin thì có thể đi bệnh viện làm kiểm tra." chuyện này nhất định phải để đến lúc xảy ra án mạng mới được chú ý sao hay là nói dù xảy ra án mạng cũng sẽ không có ai quản mạng sống của người thường không đáng giá cô mới nói xong chủ nhiệm tôn trong trường học đã chạy vào từ bên ngoài chủ nhiệm tôn vội vã kéo hà loan loan ra ngoài cửa hà loan loan cô đừng tiếp tục truy cứu chuyện này nữa lần này cô không chịu tổn thương vì sao cứ khăng khăng cố chấp như vậy chứ giáo sư lý đã dặn dò chúng tôi nhất định phải bảo đảm an toàn nhân thân cho cô nhưng chuyện dư thừa thì cô đừng nhọc lòng nữa cha của triệu giao nhược cô biết đấy nếu chuyện này sinh ra ảnh hưởng gì tới triệu giao nhược thì chúng ta đều không gánh vác được hậu quả đâu biểu cảm của hà loan loan đều là thất vọng và phẫn nộ thế thì sao ông biết có thể cơ thể của ngô linh lị sẽ bởi vậy mà mang khuyết tật cả đời không thuốc thử hóa học gây ra tổn thương lớn như thế nào đối với cơ thể con người thì chắc chủ nhiệm tôn đã biết rồi chúng ta là trường học đứng đầu cả nước chẳng lẽ cũng không có bất cứ nguyên tắc làm người nào sao Chủ nhiệm Tôn Thấp giọng kêu, "Nhưng cô quản được chuyện này sao? Cho dù là giáo sư Lý ra mặt cũng không động được vào cô ta đâu." Hà Loan Loan quay đầu đi, vừa lúc đối diện với ánh mắt thản nhiên tự tại của Triệu Giao Nhược. Đó là ánh mắt nhàn nhã kiếm ăn của loài hổ, cô ta sinh ra đã có được hàm răng sắc bén, muốn cắn ai thì cắn, bởi vậy chưa bao giờ sợ bất cứ người nào trên thế giới này. Nhưng người bị cắn chỉ có thể cứ vậy nhẫn nhịn hay sao? Hà Loan Loan bình tĩnh nhìn mấy người bọn họ, triệu giao nhược đẹp đẽ bình tĩnh tô vân mang ánh mắt bất thiện và chủ nhiệm tôn đang trốn tránh cùng với ngô linh lỵ dần dần lâm vào tuyệt vọng cô đi qua nói với ngô linh lỵ đưa túi đựng thuốc thử hóa học cho tôi còn có ly nước vít nước nóng này nữa chúng ta đều phải mang theo chuyện này cần phải báo công an dù cho ngô linh lỵ cảm thấy chuyện này hy vọng xa vời nhưng vẫn nghe theo hà loan loan hai người mau chóng đem vật chứng rời khỏi phòng ngủ tô vân có chút lo lắng giao nhược bọn họ mang theo những chứng cứ kia, liệu có thể thật sự tìm được ra là chúng ta không? Sau khi cô ta bị Hà Loan loan rót hai chén nước, hiện tại cảm thấy khoang miệng toàn là mùi vị của thuốc thử hóa học. Dạ dày bỏng cháy đến khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 400 của tác phẩm Trọng sinh trở lại. Cướp lại gia tài, triệu giao nhược có chút bực bội ném chiếc khăn lông trong tay lên trên bàn. Cô ta cứ đi tìm đi, xem cô ta đi tìm ai từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám đối nghịch với cô ta như vậy cha của hà loan loan chẳng qua chỉ là một giáo sư nghiên cứu khoa học mà thôi thật sự cho rằng mình lợi hại lắm sao triệu giao nhược hừ nhẹ một tiếng đối thủ của nhà họ triệu cô ta ở toàn bộ kinh thị cũng chỉ có vài người đó thôi cho dù là hạ kính đình luôn luôn bất hòa với nhà họ triệu cũng không dám thật sự động vào cô ta cô ta phải đợi hà loan loan trở về với khuôn mặt xám xịt bên ngoài trường ngô linh lị rất áy náy loan loan hay là để tôi xin đổi phòng ngủ hoặc là thôi học. Cho dù rời khỏi kinh thị cũng được, chuyện này bỏ đi thôi, tôi sợ về sau bọn họ sẽ đối phó với cô, gia đình của triệu giao nhược kia thật sự rất lợi hại. Từ khi còn nhỏ cô ta đã qua nhà người kia làm khách, người mà bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên bản tin thời sự ấy. Nghe nói còn ôm cô ta cho cô ta kéo, cô ta không phải người mà chúng ta có thể chọc vào được đâu. Hà Loan Loan có chút bất đắc dĩ, lại càng tức giận hơn. Ngô Linh Lị, nếu nói như vậy, lúc trước cô còn đi học làm gì, cô trực tiếp ở nhà, xem xem cha cô đánh chết cô thế nào, gả cô ra ngoài thế nào không phải xong rồi sao, nơi nào có áp bức thì nơi đó phải có phản kháng. Chẳng lẽ cô thật sự cam tâm để thân thể bị người ta hại mà không hề phản kháng ư? Chỉ dù cô ta có lợi hại hơn nữa thì cũng là phạm pháp. Ngô Linh Lị thở dài, nhưng mà chúng ta có thể làm gì bây giờ? Tôi không muốn liên lụy tới cô, cũng không muốn liên lụy tới đoàn trưởng cố. Dù sao thì nhà họ triệu cũng quá mạnh, Hà Loan Loan cười lạnh một tiếng, nhà họ triệu mạnh thật, nhưng không phải không có người đón đầu sông lên. Đời trước trong cục công an kinh thị có một vị công an trẻ tuổi, tính rất cứng, không sợ cường quyền, còn đấu với cố viêm lâm và Hà Linh Linh một đoạn thời gian rất dài. Người kia cũng không sợ đám nhà họ triệu, Hà Loan Loan dẫn Ngô Linh Lị chờ vị công an trẻ tuổi ninh đào ở cửa. Chẳng bao lâu đã thật sự chờ được, Hà Loan Loan ngăn anh ấy lại, cảnh sát ninh, chúng tôi có việc xin giúp đỡ ninh đào là một người rất chính nghĩa sau khi nghe hà loan loan kể lại đại khái sự việc thì trực tiếp dẫn bọn họ về cục công an kiểm tra ấm nước ly nước cùng với một túi bột thuốc thử hóa học kia mặt khác ngô linh lị đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát trong kết quả thử m á u của cô ấy có hai mục trị số rất cao rõ ràng là bị trúng độc cần nằm viện trị liệu hà loan loan ở bệnh viện chăm sóc ngô linh lị triệu giao nhược và tô vân thì đợi ở trong phòng ngủ tô vân cố nôn ra rất nhiều lần vẫn cảm thấy dạ dày nóng rát, giao nhược, hay là tớ đi bệnh viện khám thử. Triệu giao nhược lấy ra mấy tờ tiền mặt từ trong ví tiền. Đi đi, giọng nói vừa mới rớt, cửa đã bị người ta gõ. Công ăn, triệu giao nhược chậm rãi đứng lên, rất nhanh, ninh đào đã tiến vào. Kiểm tra mặt bàn của Ngô Linh Lị một lần rồi tiến hành thẩm tra Tô Vân và Triệu Giao Nhược. Lúc Ngô Linh Lị trúng độc, hai người các cô đang ở nơi nào? Đang làm cái gì? Hãy khai đúng sự thật. Tô Vân nhìn Triệu Giao Nhược. Tránh ở phía sau cô ta, Triệu Giao Nhược nhìn thẳng vào Ninh Đào, "Tôi không nói chuyện với anh, dưỡng tôi là cục trưởng của cục công an kinh thị, tôi muốn gặp cục trưởng của các anh." Ninh Đào khép sổ lại đánh cạch một tiếng, "Vậy thì tôi đã hiểu được vụ án này là như thế nào rồi. Muốn gặp cục trưởng đúng không? Đi, về cục là sẽ gặp được ngay." Anh ấy đi lên trực tiếp còng tay Triệu Giao Nhược, còng tay lạnh như băng chụp lên đôi tay mềm mịn, từ trước đến nay Triệu Giao Nhược chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thứ này lại ở trên tay mình cô ta cắn răng, lần đầu tiên nổi giận, dưỡng tôi là cục trưởng của các anh, anh không nghe rõ sao, biểu cảm của Ninh Đào rất chấn định, chính là bởi vì nghe rõ cho nên tôi mới thẩm vấn cô. Trở về điều tra thật kỹ, người thân của cục trưởng thì càng phải điều tra rõ ràng hơn mới đúng. Đột nhiên anh ấy túm lấy còng tay, triệu giao nhược tức giận đến mức N, G, Ư, C phập phòng, lại bị ép đi theo, tất nhiên Tô Vân cũng không thoát được, chờ tới cục cảnh sát rồi triệu giao nhược mau chóng phát hiện nơi này không phải tổng cục tôi muốn đến tổng cục gặp dượng của tôi ninh đào không thèm để ý tính chất nghiêm trọng của vụ án này không tính là cực kỳ cao cô muốn gặp cục trưởng tổng cục đó là điều không thể tôi lại thẩm vấn ở chỗ này sau đó sẽ trình kết quả lên triệu giao nhược hiểu rõ Phạm là một người có chút yq muốn thăng tiến lên trên cũng không dám thẩm vấn cô ta rõ ràng người trước mắt là loại liều lĩnh chỉ mang đến chính nghĩa cô ta chỉ có thể khuất phục, thương lượng tử tế với anh ấy. Chỉ cần người nhà tôi biết tôi xảy ra chuyện thì sẽ mau chóng tìm tới. Anh công an, tôi họ triệu, anh hiểu không? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.